là một cái trang web bán phim đi. Đó. Rồi thì trên cái trang web của mình nó sẽ show lên một cái list các phim đúng không? Đó, thì bây giờ mình sẽ phải có cái dữ liệu về phim trước là phim này là phim gì. Rồi ai ai là đạo diễn chẳng hạn. Đó, rồi rating nó bao nhiêu? Đó, diễn xuất năm bao nhiêu? Đó, chẳng hạn như vậy. Đó. Để em coi Tiki nó có cho mình draw không. Bấm vô thử một sản phẩm. À, để em coi thử nó có cho rồi vậy. Mình cứ bấm F12 thôi. F12 nếu mà mình thấy cái gì thì nó sẽ cho draw về cái đó. Đó, ví dụ mình bấm vào cái này. À, Tiki nó cũng cho nè mọi người. Cũng cho đó. Người draw thử đi vẫn được. Đó, dù mọi người muốn bán sản phẩm gì, mọi người cứ draw cái dữ liệu về. Nó cho này. Em thấy nè, nó có cái hình luôn nè. Đó. Có luôn. Tiki vẫn cho để mình lấy mà. Đó. À đúng rồi, cái việc mà draw dữ liệu này nó cũng giúp cho mình làm cái việc là dò giá. À, ví dụ như một ngày mọi người lên coi coi là cái giá sản phẩm này bao nhiêu tiền. Đó. Đến khi mà mọi người draw đủ 30 ngày, mọi người sẽ biết là cái giá nó biến động từ bao nhiêu tới bao nhiêu luôn. Lúc nào nó sẽ rẻ nhất. Để mọi người canh mua cái món hàng đó cũng là một ứng dụng của các raw data đó. Đó kiểu vậy nó sẽ có giá hết giá nè để em coi giá nó lấy sao à, giá nè lấy được luôn nè lấy được cái giá luôn đó, nói chung là mọi người lấy được hết không có gì mọi người lấy không được hết thật ra nó ghi cái giá này thôi nhưng mà cái giá này em nghĩ là giá ảo lắm người ro thử em nghĩ là ro thử cả một tháng trời nó vẫn là 22.000 vẫn là cái giá của nó kiểu vậy ừ, kiểu vậy á Cho chị hỏi một cái là thí dụ mình đang nói về cái raw, cái giá thì có nghĩa là mình set tự động cho Python thí dụ như đúng giờ nào thì lên lấy giá hay là 1 tiếng lấy giá 1 lần để mình so sánh hay thì em nghĩ là tùy theo cái nhu cầu của chị thôi ví dụ như chị muốn biết cái giá của từng ngày thì lấy theo từng ngày thôi còn nếu mà chị muốn biết cái giá theo từng giờ thì chị lấy theo từng giờ nhưng mà nếu mà chị lấy theo từng giờ thì cái request của chị á cái số lượng mà chị request lên cái Tiki rất là nhiều nó sẽ phát hiện là chị đang sử dụng một cái kỹ thuật raw data là sẽ chặn cho chị ngay thì chị request lên quá nhiều mà đó nó sẽ chặn ngay lập tức đó. Cho nên là có thể là ví dụ như những cái trang như vậy thì chị một ngày lấy 1 lần thôi là được rồi. để chị hỏi mình là một chút xíu ví dụ như những cái trang mà cập nhật giá cổ phiếu thì họ là liên kết với lại bên 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 sàn luôn họ họ được update data chứ họ không phải core đúng không ạ? À, nếu mà liên kết thì họ sẽ có một cái đường riêng để mà gửi cái dữ liệu về ấy chị. Giống như một người ta gọi là API á. Rồi sao không cần raw đúng không? Tại vì chị thấy cái thời gian nó nhập nó cập nhật là gần như là Liên cùng tục. thời điểm với lại sàn luôn. Đúng rồi. Dạ, Là không phải đó. là core đúng không? Đúng Mình rồi chị. crawl thì nó cũng cập nhật đấy luôn mà đúng không ta? Tại vì nó chạy theo thời gian thật mà. Nếu mà chạy theo thời gian thực á thì anh sẽ phải draw liên tục á. Draw liên tục có nghĩa là cứ nếu mà theo thời gian thực là cứ mỗi 1 giây á, anh sẽ phải update lại 1 lần đúng không? À, vậy là anh hiểu sai à? Là có nghĩa là khi mà mình crawl thì nó chỉ lấy cái data tại thời điểm mình draw thôi. Dạ Chứ đúng là rồi. nó không phải là nó mirror hả? Chứ không phải kiểu là nó không phải là nó dùng từ mirror đúng không ta? Có nghĩa là nó sao chép lại á. Là nó Dĩ không phải nhiên vậy hả Bình? Có nghĩa là ví dụ như mình draw tại thời điểm đó, ví dụ như anh nói là tại thời điểm đó giá cổ phiếu là 1 đồng đi. Thì sau đó nó rồi là nó có tự động là nó cập nhật không? Hay là mình phải draw lại? mình phải crawl lại nó mới cập nhật lại được À có nghĩa là nó không phải là hiểu rồi, cái này giống như là mình lấy data tại thời điểm đó thôi. đúng anh Chứ nó không có tự động nó không phải nó chạy theo thời gian thực. À. dạ Rồi dạ theo giờ thời gian thực là anh rồi phải ok rồi hello chị Vân nhìn Hùng nha rồi hôm nay thì em nói về cái chủ đề là scraping data from the web rồi thì cái định nghĩa của data scraping á là làm sao mình tự động hóa cái việc thu thập dữ liệu từ một trang web
Rồi, thì hôm nay là anh chị sẽ học thêm cái thư viện Beautiful Soup với một cái thư viện nữa là Request hoặc là Scrappy cũng được. Đó. Rồi, thì đơn giản nó là vậy thôi. Thì cái ứng dụng của thu thập dữ liệu này nó cũng có rất nhiều cái ứng dụng của nó. Ví dụ như là mình sẽ đi xem coi là cái thị trường về nhà đất đó, hiện tại nó có xu hướng như thế nào. Thì cái việc này mình phải đi crawl rất rất nhiều cái trang về nhà đất. Mình tổng hợp lại mình mới biết được cái xu hướng nó như thế nào. Đó. Vậy thì đâu phải là người ta đi từng trang web người ta lấy dữ liệu, thì nếu mà mình đi lấy dữ liệu từng trang web thì nó rất là lâu. Đó. Thì mình xài cái kỹ thuật mà web scraping hoặc là gọi là crawl data thì mình lấy dữ liệu về nhanh hơn, mình phân tích nhanh hơn. Hoặc là mình phân tích xem là phân tích đối thủ của mình. Đó. Ví dụ xem là ví dụ Tiki với Lazada với Shopee thì những hàng này em nghĩ là nó cũng nghiên cứu nhau. Coi coi là Tiki nó bán mặt hàng gì. Rồi xong rồi những cái review ở trong cái sản phẩm nó như thế nào. Đó là những thằng đó em nghĩ là nó sẽ có một đội nhóm nó đi nghiên cứu những cái này. Đó, để mà nó cạnh tranh với nhau. Hoặc là mọi người có thể là draw hết những cái dữ liệu trên mạng xã hội về và mọi người coi là cái thịnh hành của các mạng xã hội hiện tại là cái gì. Đó. Đó, hoặc là trên YouTube mọi người cũng có thể là draw được luôn. Draw những cái topic nè, draw những cái title video mà nó đang đang hot, đang là xu hướng chẳng hạn. Đó. Rồi. Đó thì cái này là những cái ứng dụng mà em đọc và em thấy được là hiện tại đang có những cái đội nhóm nó đang nghiên cứu những cái này. Đó, ứng dụng thật luôn. Rồi còn cái việc mà mọi người ứng dụng nó như thế nào là do mình tưởng tượng ra, kiểu vậy, mình tưởng tượng ra và mình execute nó, mình thực thi nó thôi. Đó. Ví dụ như mọi người, cái ứng dụng mà mọi người áp dụng của nó là mọi người lấy hết cái dữ liệu của một trang web về, của một trang web thôi. Mọi người làm dự án mà, làm project thôi. Đó, chỉ là đơn giản là lấy dữ liệu về và đăng lên cái trang dự án của mình. Đó, đó là cũng là một cái ứng dụng của Pro Data. Đó, mọi người không cần phải đi lấy bằng tay. Đó, như vậy. Rồi. À, bây giờ mình sẽ vô code luôn. Rồi, code hôm nay thì mình sẽ lấy cái trang này để mình phân tích luôn. Để em gửi cho mọi người vào trong Signal. Space study code này. Rồi, mọi người vào thử cái trang web đó giùm em. Em mới gửi trên Signal, rồi mọi người vào trong Zoom vẫn thấy. Đó, giờ mình sẽ đi crawl thử cái trang web này của thằng Geeks, for Geeks. Thử xem nó như thế nào. Cái này là profile của một người ở trên Geeks. Em sẽ đi coi là những cái article của người này viết nó có cái gì. Ok. Rồi mọi người mở hết được hết chưa ta? Mở được trang web đó hết chưa? Được em. Dạ, ok. Rồi. Ok. Rồi. Thì để mọi người thấy được cái cấu trúc của trang web á, mọi người có thể là ấn cái ấn nút F12 á để mọi người thấy. Đó. Đó. Đó thì như mọi người thấy á là cái định dạng của file HTML đây, để mình phóng to lên. Chà, cái này nó không phóng to lên ta. À, đây. Đó. Như mọi người có thể thấy á, ở đây là một cái định dạng của một file HTML. À, file HTML là cái file web mọi người thấy nè.
Đó, mọi người thấy trên đây như vậy thôi, nhưng mà thật sự là bên dưới người ta code thì nó sẽ code như thế này. Cái cú pháp là nó sẽ có một cái này người ta gọi là một cái tag, một cái tag. Ban đầu là nó có dấu nhỏ hơn, rồi HTML, rồi dấu lớn hơn. Đó, thì cái đây cái này gọi là cái dấu tag mở. Đó. Thì sau khi mà họ viết xong hết rồi thì sẽ có một cái dấu tag đóng. Tag đóng là có nghĩa là dấu nhỏ hơn rồi dấu sẹt HTML. Đó. Thì bất cứ cái tag nào nó cũng sẽ có tag mở và tag đóng hết. Đó như vậy. Đó. Thì mình tận dụng cái việc mà họ sử dụng cái tag như vậy nè để mà mình draw dữ liệu. Đó. Thực ra mình khi mà mình draw dữ liệu về á là mình sẽ lấy về được hết cái đống dữ liệu này luôn, nguyên một cục này luôn. À, nhưng mà mọi người phải biết là mình muốn lấy cái gì như vậy. Đó, muốn lấy cái gì và nằm trong cái thẻ nào. Đó. Ok. Rồi. Ví dụ như bây giờ em sẽ lấy cái những cái dữ liệu dưới đây đi. Đó. Em muốn lấy những cái chữ company about us career rồi dưới đây. Em muốn lấy những cái chữ dưới đây. Đó, thì em sẽ thấy là bao bọc ở bên ngoài của nó là một cái unordered list. Unordered list có nghĩa là một cái danh sách đó. Đó, như mọi người nè, em trỏ vô mọi người sẽ thấy là nó bôi ngay chỗ đó, đúng không? Đó, nó là một unordered list và nó nằm trong cái last là footer URL. Đó, mọi người phải nhớ được là nó nằm trong cái tag nào. Đó, đầu tiên mình biết là nó nằm trong cái tag URL nè. Đó, thấy rõ mà đúng không? Đó, nằm trong cái tag URL nè. Và cái class là footer URL. Rồi, em xem thử những thằng khác nó có giống vậy không? Nó cũng y chang như vậy luôn. À, những thằng khác nó cũng y chang như vậy luôn, nó cũng sẽ nằm trong một cái tag gọi là URL và trong cái class là footer URL. Đó. Thì mọi người thấy cái đặc điểm này. Mọi người cứ draw về thì khi mà draw về mình sẽ đi tìm những cái tag này UL và class footer UL này thì mình sẽ lấy được toàn bộ những cái chữ dưới đây. Đó. Kiểu mình cái đó kiểu giống như là một cái cách mà gọi là pre-process dữ liệu vậy á. Tại vì khi mà một cục HTML về là nó nhiều rất là nhiều thứ trong đó. Đó. Cái nào cũng có cả. Chẳng hạn như là cái này đi nó cũng có. À, ví dụ như cục này thì nó sẽ nằm trong cái thẻ gọi là div và cái class gọi là cat. Đó. Ok. Rồi. Đó thì cái này nó rộng hơn xíu. Rồi ok. Rồi. Ok. Mẹ. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình sẽ đi import một cái thư viện gọi là request. Tí nữa chắc là mọi người sẽ phải cài cái thư viện này vào. À, đầu tiên là import cái request. Rồi from đem form to lên quên. To quá. Rồi ok. Rồi from ts for import. Beautiful soup. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mọi người chạy thử cái chương trình này có chạy được không? Mọi người thử import giống như em. Rồi, mọi người chạy thử có chạy được không? Riêng một cái dòng nào đó đại đi.
Springhill. À, tại vì là em cài sẵn trước rồi. Nhưng mà mọi người phải cài thêm thư viện, mọi người thấy import và có nó có sẵn ở trong cái thư viện bản thân của mọi người chưa? Nhưng chưa có thư viện thì phải, để anh thử. Nếu anh chưa có thư viện thì mọi người sẽ cài bằng cách là gọi là pip install request. Còn trên Mac thì mọi người phải như là em nhớ gọi là phải cài một cái câu lệnh khác. Cái gì mà brew gì đó. Chị Vân là xài máy Windows đúng không? Thì sao Windows Chị chạy thử chạy được không? được. À, anh Hùng chạy không được đúng không? Nó ghi là thiếu cái thư viện request anh. Not no module name được quét đúng rồi. Ok anh. Rồi. Giờ mình phải cài How to install package in macOS. không, anh đang chạy trên Windows. À, anh đang chạy Windows à? À, Ok anh. Install thì packages in Windows. Python package. Sao để cài một cái thư viện mới ta? Là vẫn gọi tiếp nhỉ. Person 3 tiếp person. Để xem thử là nó cài như thế nào. Mọi người thử gõ giùm em pip install request nó được không? Pip install request. Sao cách này không được. Ok mọi người. Nó ghi là could not find a version that satisfy the requirement. Ok chị. Rồi đợi em xíu này. Nó kêu là available là từ 22.22 đến 22.3.1. À, chị chụp lại giùm em được không? Chị chụp lại, chị gửi lên Signal cho em đấy. Signal. Ok chị. No. Anh install rồi mà sao vẫn chạy chưa được ta? Anh install rồi. Could not find a version that satisfied. PS4. Nó sẽ còn thiếu một cái thư viện Beautiful Soup nữa. Ủa là anh chạy bếp được anh? Anh chạy bếp Anh được chạy biết được. hả? Ok rồi. Nếu Cool mà chạy chị. biết được thì có cần phải cài cái Beautiful Soup gì nữa không? Dạ, phải cài Beautiful Soup vô nè anh. Là cũng biết luôn hả? Dạ đúng rồi anh, vẫn biết rồi. Beep install Beautiful Soup. Beautiful Soup là viết như thế này. Beautiful Soup. Rồi, anh thay cái chữ Beautiful Soup vô cái chữ request là được.
Rồi. Cái BS4 nó không tìm thấy là cái gì ta? BS4 nè. Ừ. Tôi nói là nó không tìm thấy cái đó. À không anh à, nó, à, có nghĩa là trên 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 cái đây thì anh cũng không cần quan tâm đâu, miễn nó cài được cái này là được rồi. From BF4 rồi anh chạy thử giùm em thử vậy rồi xong rồi anh bring Hello World nó chạy bring được không? Không, nó không chạy ra. Không chạy ra. Nó báo là không có tìm thấy cái blue name là BS4. Ok. Now to install. Do the one shot. À ok. Beautiful soup for nè. Đây. Anh gọi mềm giống vậy nè, beautiful soup for beautiful soup 4 á. Anh gọi thử lại giùm em. Cái này là mình install thư viện hay mà. Dạ đúng rồi, mình install cái thư viện mới. Cái này nó không phải là cái thư viện có sẵn của Python. Cho nên là mình phải cài thêm. Rồi, chạy ra. Ok. Ok anh. Thôi chị Vân thì là to update a new release. Chị Vân chạy thử cái dòng dưới giúp em. Nó ghi là to update run cái dòng đó đúng không? Chị copy từ cái đoạn mà C đó cho đến update tiếp luôn giùm em thử. Rồi chạy cái dòng đó giùm em. Nó kêu rồi, nó kêu là successfully installed beautiful soup for rồi. À, vậy là chị cài được xong rồi đúng không? Để chị thử lại run follower thử coi. Ok để chị. Rồi. Cái... rồi. Rồi, chị gọi là giống như em rồi xong rồi chị ring hello world thử. Anh Hùng chạy ok chưa? Ok rồi, ok rồi. Ok. Đó thì cái này là cái bước cài thư viện ha. Nó vẫn báo chưa được cái request. À, giờ chị phải cài cái request nữa. Pip install request luôn chị. Nó kêu là nó có notice. Nó hồi nãy chị có chụp cho em á. Dạ. Nó sao chị? Nó báo quá trời báo luôn. Báo quá trời báo luôn. Rồi chụp gửi em luôn. Chụp gửi em luôn. Chỗ này mốt em để mọi người cài cái Anaconda luôn. Rồi, để coi chị Vân được không? Nếu không được thì em sẽ chỉ chị cài cái Anaconda. Ủa? Của chị làm thấy cài ok rồi mà. Bếp install ok rồi. Rồi chị chạy thử cái bài thân của chị được chưa chị? Chưa, nó cứ báo là không có thôi. Nó cứ báo là không có. Ừ, dạ. Đảm xuống. À, được rồi em, mình không chạy Python 3 mà chạy Python không á thì nó ra được. À ok ok rồi ok chị rồi. Nhưng mà cái chỗ mà lúc mà cái chữ sau mình hoặc của mình á, cái chỗ mà request hay là PS4 nó vẫn báo lỗi, nó vẫn báo cái lỗi syntax. À cái này á chị em cũng bị à, không sao hết á. À, miễn là dưới thư viện mình có cài là được rồi, không sao hết rồi. Nó báo vậy thôi, làm giật mình. Rồi, thì cái đó là cái bước đầu tiên mà sau này mọi người sẽ gặp rất nhiều á. Khi mà mọi người làm cái web á, thì mọi người sẽ phải gặp rất nhiều cái trường hợp là mọi người cài thư viện mới như vậy.
Đó thì để mà làm được thì mọi cứ đi search thôi, cứ đi search thôi. Giống như nãy em không biết cái cách mà làm sao để cài Bluetooth sub thì em cứ đi search thôi. Đó thì nó sẽ ra cái trang nó chỉ cho mình này. Đó, mình cứ cài theo thôi. Đó, mình cứ đi search là how to install một cái thư viện nào đó, nó sẽ search ra. Đó, mình cài thôi. Đó. Thì để mà crawl được data thì bây giờ mình cần hai thư viện này, chủ yếu là hai thư viện này, request với Beautiful Soup. Rồi, ok. Rồi, mình chạy hello world được rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ định nghĩa cái biến URL. URL là cái đường link, cái trang web mà mình sẽ crawl dữ liệu á. À. Rồi. À, mình lấy cái trang này. Trang này nha. Sao nó có dấu thăng đây thôi. À ok, rồi. Mình sẽ lấy cái trang mà nãy em gửi vô cho mọi người á. Đó, mình lưu vô một cái biến gọi là URL. À, một cái biến URL. Rồi. Tiếp theo đó mình sẽ tạo một cái request. Request. À, em viết tắt là req bằng request dot get URL. Rồi, em thử bring ra coi cái request đó nhận được cái gì. Đó, nhiều người thấy là nó bring ra cả một cái bring ra cái code của cái web đó luôn. À, thì cái request này có nghĩa là gì? Request này có nghĩa là giống như là mình đang yêu cầu cái trang web đó, giống như là mình đang đi vô cái trang web này nè. À, ví dụ như trên web đi. Trên web là mình sẽ đi vô cái trang web đó và cái trang web đó nó sẽ trả những cái nội dung này về thì mình mới thấy được. Đó. Thì cái câu này nó cũng tương tự như vậy á, là mình cũng sẽ truy cập vào cái trang web này nhưng mà có điều là mình sẽ lưu những cái nội dung mà nó trả về á vô một cái biến là request. Đó, sau đó em in ra coi là cái nội dung nó nhận là cái gì. Rồi, để mà mọi người lưu lại được cái HTML đó thì mọi người có thể là làm giống em nè, chạy cái Python đó xong rồi mọi người gõ cái dấu lớn hơn rồi lưu vô một cái tên file. Đó, ví dụ như ở đây em có lưu một cái tên file gọi là HTML file.html. Đó. Đó thì lúc này là cái file HTML nó sẽ lưu về một cái file như vậy. Đó. Để mà mọi người có thể là từ đây mọi người phân tích nó cũng dễ hơn. Đó. Đó, bây giờ nó sẽ toàn bộ nội dung của trang web đó nó sẽ về trong cái file HTML vậy luôn. Đó. Và sau này cũng vậy, những cái trang web khác khi mọi người crawl, mọi người muốn tìm hiểu một cái trang web nào đó thì mọi người cứ làm như vậy là được. Đó. Có điều thì mỗi trang web nó sẽ có một cái cách gọi là bảo mật riêng của nó. À, ví dụ như có một số trang web nó sẽ chặn mình crawl. Thì lúc đó mọi người sẽ phải sử dụng nhiều cái kỹ thuật khác để mà crawl được cái trang web đó. À, nhưng mà cái trang này thì nó không có những cái lớp đó. À, không có những cái lớp bảo mật đó. Nó cứ show lên hết đó. Ai muốn lấy về lấy thôi. À. Rồi. Thì cái này là để mà mình học cách để mình lấy dữ liệu về. Rồi. Như hồi nãy em có nói là mình sẽ lấy những cái dòng dưới đây. À, những cái dòng dưới đây. Rồi. Những cái dòng dưới đây thì bây giờ em search thử coi là cái ví dụ như cái chữ company nó nằm ở trong cái tag nào. Trong cái tag nào. Company. À, company này mới đúng nè. Rồi. Thì cái chữ company này nó sẽ hiện cái ngay chỗ này nó sẽ chỉ hiện cái text company thôi. Còn ở trên đây nó là một cái khi mọi người search cái company thì nó sẽ ra hai kết quả, còn cái trên đây là cái URL thì nó không phải rồi. Đó. Em cần là cần cái những cái text company này. Đó, text company rồi about us rồi careers. Em muốn coi lại trong đây nó có những cái đường dẫn nào á, cái đường dẫn nào nó dẫn đi đâu á. Đó. Rồi. Nhưng mà mọi người sẽ thấy là ở bên ngoài của nó có một cái mình gọi cái một cái tag ở ngoài cái này gọi là parent tag, tag đi. Parent tag giống như là cái lớp cha của nó đi. Đó. Còn ở trong đây cái lớp con. Đó. Thì tại vì là nó sẽ có rất nhiều cái lớp URL này. Đó, cho nên là mình phải định nghĩa là
mình muốn lấy cái tag UL nhưng mà nằm trong cái class nào. Ví dụ như ở đây là mọi người thấy là class footer UL. Rồi, bây giờ em sẽ làm thử cho mọi người coi. Rồi, sau khi mình lấy được dữ liệu về cái request.txt rồi á, rồi mình sẽ sử dụng beautiful sub ha. Beautiful sub nó sẽ giúp cho mình gọi là lấy cái dữ liệu đó chính xác ngay chỗ nào luôn. Rồi bây giờ mọi người sẽ gọi giống em nè. Beautiful data bằng beautiful sub. Beautiful sub rồi request.txt. Rồi HTML backser.backser. Rồi. Cái này là cái bước gọi là creating beautiful sub object. Rồi. Ok, còn cái này là mình tạo một cái request object. Ok. Rồi. Đến coi lại cho nó nằm ở cái nào. UL footer UL. Rồi. Bây giờ em sẽ đi search thử data one bằng data.file. Rồi thì cái này là cái cú pháp thôi. Cái cú pháp của beautiful sub thôi. Bây giờ em sẽ muốn đi tìm một cái cat gọi là UL và nó nằm trong cái class. Nằm trong cái class hồi nãy là footer UL. Footer UL. Rồi em bring thử cái data đó ra. À data 1 chứ. Rồi, em chạy thử. Nó có ra không? Đó. Rồi mọi người chạy thử nó có ra giống như em không? Chị hỏi cái chỗ cú pháp cái chỗ data bằng beautiful sub chấm cái biến của mình request chấm test html parcel đó là cái cú pháp hay sao em, hay là nó dạ nằm... dạ đúng rồi, cái này là cú pháp. Ok, dạ cú pháp đó chị, có nghĩa là em muốn là cái bước này gọi là giống như là mình tạo một cái beautiful sub object kìa, và mình phải truyền vào cái dữ liệu mà mình muốn chuyển hóa nó thành cái beautiful sub object. Đó. Thì hồi nãy là cái dữ liệu mình get về được là nằm trong cái request.txt. Đó. Tại vì nếu như mà mình in cái request ra không á, thì hình như là nó sẽ ra một cái dạng gọi là thành công hay không hay sao đó. In thử ra. Đó, nó sẽ in ra cái response thôi. Nếu mà em chỉ in cái request không á, nó sẽ in ra coi là cái dữ liệu get về nó có success hay không. Nếu mà nó respond 200 á, là dữ liệu success. Đó. Xong rồi em sẽ thêm cái chấm tag vô. Chấm tag có nghĩa là em lấy cái nội dung của cái request đó. Đó. Em bỏ vào cái beautiful sub object này. Đó. Với cái phương thức bạc á, có nghĩa là cái dữ liệu về, nhưng mà cái phương thức mình bạc cái dữ liệu đó là html.parser. Đó, thì cái đó là cú pháp thôi. Lúc nào mình tạo cái beautiful sub object thì mình cũng phải là HTML parser. Đó. Thật ra là khi mà mọi người kéo cái request.txt này về, mọi người có thể là reset nó bằng Python. Dĩ nhiên là được. Không vấn đề gì hết. Nhưng mà rất là cực. Rất là cực ở chỗ là mọi người sẽ phải tự lập trình cái một cái hàm Python để mà đi tìm những cái tag. Đó. Đi tìm những cái tag mà gọi là tự lập trình Python là đi tìm những cái tag giống vậy nè. Đó, giống như em định nghĩa. À, giống như trong đây nè. Cái tag nó về là một cái tag UL và nằm trong cái class này. Đó. Thì nếu như mà không có beautiful sub á, mọi người phải tự lập trình.
tự lập trình ra một cái hàm để đi tìm những cái tag giống như vậy. Đó. Còn nếu mà có beautiful soup luôn á thì mọi người chỉ cần sử dụng thêm những cái phương thức của nó thôi. Ví dụ như ở đây data là một cái beautiful soup object đúng không? Thì mọi người chỉ cần chấm file thôi. Thì trong cái hàm chấm file này nó đã định nghĩa cho mình là à đây là cái hàm đi tìm những cái tag mà mình muốn. À, ví dụ như ở đây là cái tag em muốn đi tìm những cái nội dung nằm trong cái tag UL và nằm trong cái class là footer UL. Đó, thì em định nghĩa như vậy, nó sẽ đổ dữ liệu về cho em vô cái data 1 và em bring ra thôi. Đó. Thì beautiful soup giúp cho mình là làm nhanh cái quá trình pre-process. Rồi, cái này mọi người gõ gõ nhiều lần là quen à. Dĩ nhiên là nó sẽ có nhiều cái nữa, thì cái đó mọi người lúc nào rảnh thì mọi người có thể tìm hiểu thêm. Chị nó báo là could not find a tree builder with the feature you request html.vs. Nó hỏi là do you need to install parser library. Chị chụp lại em thử luôn. Okay. Yeah. À, chỉ thiếu cái chữ R kìa. HTML bạc sơ. Chị thấy chữ R của chị chỉ ghi HTML bạc thôi, nó không phải rồi. Chị phải ghi đúng. Ok không chị? Ngay chỗ cái code này nè, chỉ là html.parser. Còn của chị thì em thấy là nó báo lỗi là tại vì chị chỉ ghi html.bat thôi. Đó, nó có chữ R dưới sau này. Chị thiếu chữ R đó. Ờ, chị sửa lại thì lúc mà chạy cái đó ra nó cũng chớp, nó chỉ hiện kết quả là nên thôi. Nên rồi chị chụp cái code giùm em á. Not yet. Chị đang đi tìm một cái tag gọi là URL, còn em đi tìm cái tag tên là UL, đúng không chị? Nó chị định nghĩa sai cái tên tag, cho nên là nó sẽ không tìm thấy được. Nè, như chị thấy nè, khi mà chị bấm F12 đúng không? Rồi xong rồi chị bấm cái nút con trỏ trên đây nè, đó. Anh chở trên đây nè, em đang bấm nè. Rồi, chị kéo lại thử nghe chỗ này. Đó, kéo lại thử. Chưa phải cái lớp của nó. Rồi, vô trong nè. Rồi, ở đây là cái class của nó nè. Như chị thấy là ở đây nó định nghĩa nó là một cái class UL. Thấy rồi, em chỉ UL. Yeah, ok chị. Yeah. Ok rồi chị ha. Đó, nó nghĩa là chị phải định nghĩa đúng cái tên tag của nó. Nếu mà chị định nghĩa sai, nó sẽ trả về none.
Rồi, ok, không sao. Cái này là quen thôi. Từ từ quen. Rồi, ok. Rồi. Đó, thì cái hàm file á, nó sẽ chỉ tìm cái kết quả đầu tiên thôi. Nhưng mọi người thấy là ở đây nó sẽ còn cái còn nhiều cái URL khác. Đó. Thì để mà mình lấy hết những cái tag URL đó luôn á, thì mọi người lấy bằng cách là file on. Bây giờ mọi người sẽ lưu là data 1 bằng data.file on. File on. Khoan em hồi nãy cái chỗ mà em lưu cái này để thành một cái đường dẫn HTML. Em phải là cái bước đó cho chị để xử lại cái thử cái đó xem lại coi. Hồi nãy không có theo kịp. Ok chị, rồi. Rồi. Khi rồi bây giờ em sẽ giải thích lại nè. Khi mà cái request này ha. Request này em get cái dữ liệu từ cái trang web này ha. Ở đây có nghĩa là tạo một cái request và get dữ liệu từ một cái URL nào đó. Rồi. Đầu tiên. Rồi, như chị có thể thấy là nếu mà em chỉ bring request không á, nó sẽ chỉ bring ra coi là cái hệ thống nó get dữ liệu thành công hay không. À, thì để mà mình lấy được cái nội dung thì chị sẽ gõ là request.txt. Đó. Rồi, đầu tiên là chị bring ra giùm em trước được chưa? Đó, nó sẽ bring ra một nồi cái file HTML luôn. Bring request.txt. Ở dưới chị comment ra giùm em nha. Ở những cái dòng code ở dưới chị comment lại nha. Mà cái HTML của anh cái khi mà in ra nó ngắn ngủn, nó có một đoạn là mình đúng không, là sao anh? Đây là cái print request text á, cái file HTML dưới nó có một chút xíu à, nó có một đoạn là. Ủa vậy hả? Anh chụp lại, anh chụp lại giùm em thử. Rồi thì nếu mà anh bring ra được rồi đó, nếu mà anh bring ra được rồi thì ở cái dòng đó anh gõ cái chữ lớn hơn, xong rồi anh lưu vào một cái file là HTML file chẳng hạn, rồi .html, rồi anh lưu nó vô. Có nghĩa là cái bước này gọi là một cái bước gọi là những cái dữ liệu nào mà nó show lên á, nó sẽ lưu vào cái file HTML file .html. Đó, cái tên đó thì mọi người đặt cái gì cũng được, nhưng mà cái đuôi nó lên nên phải là .html thì nó mới ra được cái dạng HTML cho mọi người thấy được. Mà rồi nó, anh coi. Nó có một đoạn. Một đoạn thôi. Anh chụp lại em cái code với cái nội dung nó bạc về giùm em với. Chỉ ra có một đoạn thôi. Output exceed the size limit. Open the full output data in a text editor. In a text editor. Rồi, ok. Rồi, anh thấy rồi. Ok. Ở trong một cái text editor khác đúng không? Bây giờ nếu như mà muốn lưu cái này thành lưu thành một cái file đúng không? Anh lưu thử được.
để lưu cái này thành một cái file HTML thì làm sao đây mình Lúc mà anh làm như em thì là anh không được ha. Lúc mà Python rồi cái file của anh xong rồi anh lưu vào một cái file khác nó không được hay sao? như là phải gõ Python 3. À, em hiểu rồi, anh đang chạy trên một cái file gọi là ai à, một cái file notebook. Cho nên là nó sẽ không ha. Một cái file notebook thì phải như thế nào ta? À, tại vì do là anh đang chạy trên một cái file notebook á. Đó. Anh có thể là copy cái đoạn code đó anh quăng qua một cái file Python. Rồi xong anh chạy giống như em là được. Thì cái dạng file Python notebook đó thì thay vì mình làm trên Google Colab thì ở dưới Visual Studio Code nó cũng sẽ hỗ trợ mình luôn. Đó, mình viết theo từng từng cái code block. Đó, cái đó gọi là một cái code block. Mình viết từng theo từng block Chị Vân ok chưa chị ơi? à. Ok rồi, chỉ có điều là đã lưu cái file cái HTML file rồi nhưng mà nó không có hiện giống em kiếm nãy giờ không biết nằm đâu. À, thì chị phải coi là chị đang ở thư mục nào. À, ví dụ Chị như vô thư mục đó rồi nhưng mà không, chỉ thấy cái file Python luôn nhưng mà không thấy cái file HTML. ngộ vậy. Chị gõ lại giùm em cái dòng lệnh mà chị chạy thử ấy. Rồi xong rồi chị gõ BWD coi là chị đang nằm ở cái thư mục nào. BWD có nghĩa là Present Working Directory. Thư mục hiện hành á. Ờ Rồi đúng chị rồi chị coi. vô cái này nè. Đúng rồi chị vô cái đó mà. À rồi ok rồi. Chị chụp giùm em cái dòng lệnh mà chị chạy thử ấy. Ví dụ như ở đây là em chỉ chạy là Python rồi cái file Python rồi em ra một cái file ngay tại chỗ đó luôn. Đó. Nói Em chung không có là sẹt. bắt đầu là nói chung là chưa có sắp xếp được cái file thành ra chưa có hình dung lắm. Dạ. Để sau này rành rồi đó là sắp xếp lại thành một cái thư mục nó đàng hoàng. Bây giờ mình cứ làm luôn đi chị, không sao hết. À ok. Bash. Trong cái bash. Chị gõ ls được không chị? List ra tất cả các file có. Chị coi nó có cái file HTML không? Chị gõ không biết trên Windows LS nó có thực hiện được không? Anh nghĩ là chắc là bản chất nó giống nhau. À, nó hiện HTML rồi em. Ok chị. Nhưng mà trong cái folder của chị mà khi chị mở ra thì chị lại không thấy. Không thấy hả? Đúng rồi, cái folder mà hồi nãy cái đường dẫn của nó đó thì lại không thấy. Không thấy nó hiện PWD gì. PWD của này chị là đang nằm ở bát. Có nghĩa là thấy everything, thấy file HTML luôn khi mà chạy list. Nhưng mà vô cái folder của chị. À ok, nó hiện lên rồi em. À ok chị, rồi ok.
Cảm ơn em, thì hơi gà. Không sao, không sao, bình thường không sao. Thật sự là lúc đầu em code, nhưng em code cũng như mọi người à, nhưng mà có điều là tại vì em làm nhiều hơn mọi người thôi, chứ nó không có gì hết á. Nó không phải là thiên tài gì hết, nó cũng bình thường à. Nên mọi người cứ tự thoải mái đi, không sao hết á. Rồi rồi, nói chung là bây giờ thì trong cái Visual Studio Code đó, mọi người mở lên thử, mọi người sẽ thấy được ở đây là cái dữ liệu mà mọi người sẽ draw về được từ cái trang web đó. Rồi, và bất cứ trang web nào cũng vậy, khi mọi người draw về nó cũng sẽ có dạng như vậy, nó sẽ có tag, nó cũng phải là code HTML hết đó. Thì từ những cái code HTML này mọi người sẽ phân tích được cái trang web đó, hoặc là mọi người muốn lấy cái nội dung gì trong đó ra thì mình coi đúng cái tag mình muốn lấy là được đó. Tại vì ở đây nó draw về hết một đống dữ liệu luôn đó, kiểu vậy. Nhưng mà mình sẽ chỉ cần lấy những cái nội dung nào thôi đó. Ví dụ như ở trong cái phần head đi, phần head là cái phần mà chứa cái nội dung, và là chứa cái nội dung cài đặt của cái trang web đó đó, hoặc là cái tiêu đề của cái trang web đó là gì, thì nó cũng sẽ chứa trong cái phần head này đó. HTML file nó sẽ bao gồm hai phần chính, là một là head, hai là phần body đó. Phần head là ở trên đây chứa những cái cài đặt về cái trang web đó rồi, và phần body là cái phần mà chứa cái nội dung, mà mình thấy á. Phần head thường là những cái phần ẩn nhiều hơn, còn body là những cái phần mà show lên cho mình thấy đó. Thì mọi người sẽ lấy lượt về một cái trang HTML rất là dài như vậy, ngàn mấy dòng luôn đó. Rồi, để mọi người tập xài Visual để mốt mọi người làm project luôn. Khi mà mọi người làm trang web, mọi người sẽ không chạy bằng cái file Python Notebook đó. Giống như hồi nãy anh Hùng có gửi lên đó, thì em thấy là cái file đó là một cái file Notebook của Python đó. Nhưng mà khi mọi người làm project thì mọi người sẽ làm bằng cái file main chấm, ví dụ như là một một cái file là tên.py, chứ mọi người không có làm bằng cái phần bằng một cái file Python Notebook. Tất cả phải làm bằng file Python hết. Rồi, ok. Để chị lưu được rồi đúng không? Để lưu. Lưu lại là anh chạy anh làm lại thành cái file Python được rồi. Bây giờ anh lưu cái file HTML đúng không? Dạ đúng rồi anh, đúng rồi. Sẽ là cũng là Python. Dạ. Python rồi cái file đó, rồi cái dấu lớn hơn, lưu ra cái tên file. Rồi, mọi người cứ gõ đi gõ lại nhiều lần là nó sẽ quen. Ban đầu em làm em cũng không hiểu mấy cái này đâu, thật sự. Đó, cứ làm nhưng mà em gõ đi gõ lại nhiều lần. Riết rồi em quen. Ở đó là em đi làm cho một cái công ty cũ là làm về dinh dưỡng á. Thế là cái công ty đó nó đâu có dữ liệu gì đâu. Đó, cái là em sẽ phải đi kiếm những cái trang mà làm về cái dữ liệu dinh dưỡng, em kéo về hết. Đó. Có nghĩa là bên đó ví dụ như nó có 5.000 món ăn đi, là em sẽ kéo về được 5.000 món ăn bên đó. Rồi cứ đem về mình sẽ có cái dữ liệu đó rồi, xong rồi mình sẽ đưa cho một cái team dev khác nó làm giao diện á, nó chỉ show lên thôi. Đó. Đỡ để mình mắc công, không lẽ bây giờ mình ngồi mình đi lấy tay 5.000 món ăn đó hay sao? Đó, Một thì khoan mình xí em, mình lấy vậy là mình lấy luôn hình ảnh đâu này là của người ta luôn hả? đúng rồi chị, đúng rồi. Ừ. Dạ, lấy hết luôn á. Hình ảnh nó show lên, thực chất nó cũng là dưới dạng URL thôi, là dạng giống như vậy này chị đó. Thí dụ như chị hỏi thôi nha, hỏi hơi hơi ngoài lề. Thí dụ như là có mấy cái mình người ta sợ, người ta ngăn chặn mình lấy cái người ta để mấy cái ẩn trên mấy cái hình đó là mình phải kiểm lại đúng không em? Dạ đúng rồi, có nghĩa là khi mà mình kéo dữ liệu về á, mình sẽ coi coi là nó có đúng phải là cái URL hình không. À, nói chung là lúc nào mà em kéo dữ liệu về em cũng phải coi coi là phải nó nằm trong cái tag nào, và cái tag đó có phải là cái dữ liệu mình lấy được hay không. À, người ta sẽ tất nhiên là sẽ có một vài trang web nó xài những cái thủ thuật này. Mọi người lên thử mấy cái trang mà Tiki, Shopee rồi, những cái trang đó chắc chắn là sẽ có phải xài thủ thuật để mà tránh người dùng đi crawl cái dữ liệu này. Đúng rồi, chị thấy ví dụ Dạ. mấy cái web bất động sản bây giờ, ví dụ như mình up hình lên là tự nhiên cái hình của mình nó sẽ có những cái watermark, Dạ. có nghĩa là nó ẩn hình ở trong, nó ẩn mấy cái ký hiệu, cái tên trang web của nó ở trong cái Dạ. hình đó.
Ví dụ mình không biết cái mình lấy về là nó hiện lên hình của nó luôn. Đó. Thì đúng rồi, thì họ sẽ phải xài một số kỹ thuật. Thì giống như mình thôi, khi mà mình làm trang web thì mình cũng sẽ cố gắng làm sao mà để hạn chế cái việc mình bị crawl dữ liệu đó. Đó, kiểu vậy. Tại vì nếu như mà ví dụ như nha, ví dụ như ở đây em chỉ đi crawl có một trang web thôi, là đồng nghĩa là em chỉ tạo có một request lên cái server của trang web đó thôi. Đó, thì cái server nó không bị quá tải. Còn ví dụ như hồi đó em đi crawl 5.000 món ăn, em đi lấy dữ liệu của 5.000 món ăn đó, đồng nghĩa là em phải mở 5.000 trang web. Thì giống như là cái server của cái thằng công ty đó nó phải chịu giống như là 5.000 người cùng một lúc vô coi trang web của nó gì đó. Đó thì nó cũng ảnh hưởng tới cái hệ thống của cái công ty đó. Đó, cho nên là người ta sẽ cố gắng làm sao là làm nhiều cách để mà hạn chế cái việc crawl dữ liệu. Đó. Kiểu như vậy. Nhưng mà sẽ có những cái team nó gọi là rất là professional về cái việc đi crawl dữ liệu này. Đó. Nó sẽ làm sao mà cho cái việc gọi là cái thằng server nó sẽ nghĩ là 5.000 người này không phải là cùng một người raw, giống như em hồi đó em sẽ làm, em sẽ làm sao mà cái thằng trang web nó nghĩ là không phải một mình em làm. Chứ nếu mà em request lên 5.000 như vậy, nó 5.000 request như vậy, nó sẽ chặn em ngay lập tức. Chắc chắn nó sẽ chặn em ngay lập tức luôn, nó sẽ không cho em vô cái trang web đó một lần nào nữa. Tại vì nó biết được cái IP của mình đó. Cái IP là cái địa chỉ mạng nhà mình đó. Nó sẽ chặn cái IP đó, nó không cho em vô nữa. Kiểu vậy. Còn bây giờ mọi người chỉ mỗi lần mọi người có request có một lần thôi, thì nó không ảnh hưởng tới hệ thống nó lắm. Giống như là chị vô cái trang web chị coi coi có một lần, kiểu vậy á đó. Chứ nếu như mà cái này mà em bỏ vô cái vòng lặp lên 5.000 lần là chắc chắn cái thằng web Gix này nó phải có một cái biện pháp nào đó xử lý chị, ví dụ nó chặn chị. Còn ở đây em làm có đúng có một lần thôi thì không sao hết. Đó là cũng là một lý do mà tại sao mà người ta đi lên làm app là vậy á. Làm app cũng là một cách để chặn việc crawl dữ liệu. Đó. Tại vì nếu mà muốn crawl cái dữ liệu đó thì cái người đó phải biết làm app thì họ mới crawl được. Đó. Thì cũng là một cách. Còn những nào mà show trên web là hầu như là 90% là có thể lấy được. 90%. Ví dụ như em vô thử một số cái trang bất động sản ấy. Mọi người có thể vô đó mọi người đi dò. Ví dụ như những cái công ty này á, em nghĩ là nó vẫn có một cái đội nhóm để mà nó đi dò giá với nhau. Coi là những thằng này nó coi là thằng kia nó cho thuê với cái giá như vậy á. Rồi mình cho thuê với cái giá như vậy nó có mắc quá không? Kiểu vậy thì em nghĩ là vẫn có một cái team nó đi làm như vậy. Đó. 2,7 tỷ rồi nè. À, vô đây nó cũng có cái watermark hết rồi. Thì khi mà mình tải về bắt buộc mình phải sẽ dính cái chữ này. Đây cũng là một cách mà nó chặn mình crawl này. Đó. Mình coi thử cái sụt của nó ra như thế nào. Đó. Nó vẫn có đưa cho mình một cái URL luôn, nhưng mà cái URL này nó em nghĩ là nó đã có watermark cho nó rồi. Đúng không? Đó. Nó vẫn có URL trong đây nè, như mọi người thấy nè. Nó có dư cái URL trong đây. Đó, nhưng mà nó đã gắn cái watermark lên rồi. Đó, gắn watermark lên rồi. Thì khi mình crawl về mình sẽ bị dính cái này. Đó, cách chặn crawl. Thì mình sẽ chỉ crawl được những cái thông tin như này thôi. Đó. Thông tin như này thì mọi người cứ bấm vô cái con trỏ chuột trên đây nè. Rồi xong rồi để vô ngay chỗ này mọi người sẽ biết nó nằm ở tag nào. Ví dụ như ở đây là một cái tag div nè. Và nằm trong cái class này. Đó, thì khi đó mọi người sử dụng cái phương thức giống như em, giống như nãy cái em nói, sử dụng cái data.file nè, đi tìm cái tag div này trong cái class nó quy định này, nó trong cái class này nè, mọi người sẽ lấy được toàn bộ dữ liệu của cái này về. Đó. Như vậy. Đó, và cái này nó hiện chứ, nó ghi chữ hiện số nè, cũng là một cách để chặn crawl nè. Đó. Cũng là một cách để chặn crawl luôn. Nói chung là nó có nhiều cái thủ thuật lắm.
Nhưng mà mình cũng vẫn có một một số cái thư viện khác hỗ trợ mình làm cái việc đó, là một cái là cái thư viện Selenium à, nếu như mọi người, cái này chắc là em sẽ giới thiệu mọi người sau, tại vì cái Selenium này nó hơi cao cấp hơn cái thằng Beautiful Soup. Selenium của Python, thằng này nó sẽ hỗ trợ mình click chuột luôn à, ví dụ như mọi người vào đây mọi người sẽ phải click chuột mới thấy được cái số điện thoại thằng, thì thằng Selenium nó sẽ hỗ trợ luôn, hỗ trợ cái việc click chuột luôn đó, rất là hay. Đó, ví dụ như cái trang web này đi thì em sẽ lấy được hết những thông tin dưới đây luôn, kể cả số điện thoại rồi từ khóa là gì rồi ngày đăng ngày hết hạn, những cái này em sẽ lấy được hết, cái hình em cũng sẽ lấy được luôn, nhưng mà sẽ phải dính cái watermark của nó đó. Có nghĩa là mình ở đây mình phải nghiên cứu coi là những cái structure của cái web này như thế nào để mình có thể mình request đúng cái thông tin mình muốn lấy, ví dụ như là em muốn lấy số điện thoại hay là lấy những cái info như là địa chỉ hay là cái khu vực nào đó, thì mình phải tìm hiểu trong cái đống của em ở đây đúng không, cái bên Dạ phải đúng đúng rồi, không? dạ đúng rồi đó. Thì ra cái này là một cái dạng file HTML thôi đó. Đó. Thì khi mà em bấm vô một cái trang web nào đó thì nó sẽ hiện lên đó, ví dụ như thằng chợ tốt đi, mình coi thử chợ tốt rồi nó có watermark không, rồi. Bấm vô thử rồi chợ tốt à, chợ tốt à, nó cũng có watermark luôn. Nhưng mà những cái này mình có thể là mình xài một cái thủ thuật khác mình về mình xóa được, không sao hết. Ở ví dụ như mình thiếu cái dữ liệu về bất động sản thì mình có thể đi crawl những cái thằng này, không vấn đề gì hết. Sau đó mình về một, mình dùng một số thủ thuật để mình xóa cái chữ chợ tốt đó, vẫn được. Đó. Đó. Nói chung là ở đây cũng vậy luôn. Ở đây là những cái gì mà show lên em thấy được là em sẽ lấy về được, lấy về được hết. Đó. Em sẽ lấy về được coi là đây là một cái căn có bao nhiêu phòng ngủ, rồi diện tích bao nhiêu, chiều dài bao nhiêu, cho theo bao nhiêu tiền, lấy được hết luôn, Không, kiểu như ý vậy. hiểu là lấy được hết rồi, nhưng mà ví dụ như là mình không cần hết những information này nó quá nhiều đi, ví dụ mình chỉ cần lấy là số điện thoại chẳng hạn, khu vực thôi, mình chỉ cần hai cái đó thôi, thì mình có thể narrow down lại trong cái hàm mà mình lấy thông tin đâu mà. Được chị, nè, ví dụ như cái này đi, ví dụ chị thấy cái số điện thoại này đi, nó sẽ nằm trong một cái lớp cha gọi là div nè, thường là nằm trong cái lớp div và trong cái class này nè. Cái class này là cái class mà nó sẽ gọi là kiểu giống như nó đặt tên cho từng cái text ở trên đây vậy đó. Đó, thì em chỉ cần đến đúng cái tag div và cái class này đó, thì nó sẽ lấy được số điện thoại. Kiểu vậy đó. Ok, Dạ, ok chị. Rồi. Mọi người khi mọi người crawl dữ liệu mọi người crawl từ từ thôi nha, có câu nó chặn mình á, à. Tại vì nếu mọi người crawl nhiều quá nó sẽ chặn chắc chắn 100%. Crawl nhiều thì có nghĩa là ví dụ như cùng một lúc mà mọi người request lên tầm khoảng 50 cái, 50 request đi là nó sẽ biết là mọi người đang xài kỹ thuật crawl dữ liệu của nó đó, nó sẽ chặn mọi người ngay lập tức đó. Cho nên là mọi người sẽ có thể là mọi người dùng thêm một số cái phương thức khác để mà nó không biết, là dùng một cái slip trong Python đó. Slip Python giống như là mình ngắt quãng nó ra, ngắt quãng ra có nghĩa là khi một tạo một cái request đầu tiên, sau đó mọi người cho nó ngủ khoảng một giây xong mọi người làm tiếp thì cái máy nó sẽ không có nghi ngờ mình đang crawl dữ liệu. Mọi người cứ import time rồi time chấm slip bao nhiêu giây đó, ví dụ như ở đây là ngủ 2,4 giây. Đó, thì mọi người ngủ chỉ cần một giây thôi, cho cái Python nó ngừng là một giây đó. Đó. Chứ không thì nó sẽ nghĩ là mình đang tấn công cái trang web của nó sẽ chặn mình ngay lập tức. Rồi rồi tới cái bước mọi người lưu xuống đường đúng không? Nhé xem. Dạ ok chị, rồi Anh đó Hùng thử xem. anh Hùng ok ta, anh Hùng ok rồi không anh? Rồi ok, rồi cho em nói tiếp luôn À, rồi. hello Dạ ok anh, rồi đó, rồi như mọi người thấy ở đây ha, nếu mà em muốn lấy cái em muốn lấy hết cái dòng này luôn, company about us career cho đến cái copyright and policy luôn á, thì em chỉ cần lấy cái con trỏ chuột em trỏ vô đây nè, trỏ vô đây thôi,
gần gần đây, em sẽ thấy cái class cha của nó ở đây. Nó không phải là một, ở trên nó dĩ nhiên là một cái class div khác hả, nhưng mà mọi người có thể bỏ qua cái class này, mọi người đi vô cái lớp cái class ở cái tag ul luôn hả, tag ul luôn, để mọi người lấy được cái dữ liệu đó. Đó thì như nãy em lấy này ul và nằm trong cái class là footer ul hả, thì em sẽ lấy về được cái dữ liệu đó. Không có chỗ nào để phân biệt được, tại vì hồi nãy thì thấy mấy cái level của nó, cái lúc nào div lúc thì ul, thì nó có đại diện cho cái gì không mình, để mình hiểu quá mình phân biệt nó đó. Giống như là có nghĩa là khi mà càng vào trong á, như chị thấy là khi mà em để con chỏ chuột á càng vào trong á, thì cái phân vùng của nó càng nhỏ lại, chị thấy không? Đó. Ví dụ như đầu tiên là chị thấy cái thẻ div này nè, là cái thẻ ở ngoài, nó giống như là định nghĩa cái footer luôn á. Cái footer là cái phần đuôi của trang web á, phần cuối cùng của trang web. À, chị thấy đúng không? Đó. Thì đầu tiên cái người mà làm web thì họ sẽ phải định nghĩa cái đó là một cái class. Đó. Một cái class là footer. Sau đó nó sẽ vào trong. Đó. Vào trong có nghĩa là từng cột đó nó cũng sẽ có một cái thẻ div. Đó. Và vào trong tiếp nữa nó là một cái unordered list. Đó. Giống như là ban đầu cái người thiết kế web họ sẽ phải định nghĩa là ở ngoài này là một cái coi như là một cái hàng đi, một cái hàng không đi, đó, một cái hàng đó, và trong cái hàng đó nó sẽ có nhiều cột, đó, nhiều cột như mọi người thấy đây nè, nó có nhiều cột nè, đó, ở ngoài này, ở này là một cái hàng và trong đây có cột nè, cột đầu tiên nó chứa những cái thông tin về company, about us, careers là như vậy, đó. Cơ bản là nó sẽ đi từ một cái lớn nhất cho đến nhỏ nhất. Đó. Và mọi người cố gắng là đi tìm cái thẻ tag nào mà nó càng cụ thể càng tốt. Đó. Chứ nếu không mọi người lấy cái div này xong mọi người lấy cái class này nó sẽ kéo về một nùi này luôn. Nó sẽ kéo về một nùi cái này luôn. Đó. Thì vẫn được nhưng mà nó sẽ hơi lâu xíu thôi. Trong khi đó em thấy là khi mà mọi người đi tìm cái tag gọi là ul đi, với cái class là footer ul đi, mọi người sẽ lấy được là không chỉ cái cột đầu tiên, mọi người lấy được cái cột thứ hai nữa, thấy không? Khi mọi người đi qua coi thử cái cột thứ hai là mọi người thấy là cũng là cái tag ul và cái class footer ul. Thì khi mà mọi người định nghĩa, mọi người đi tìm cái tag đó đó, thì nó sẽ lấy về hết nguyên một cục, hết tất cả các cột trong đây luôn, mọi người không cần phải reset thêm nhiều bước nữa. Đó. Ý em là để mọi người đỡ tốn công reset thôi. Đó. Rồi. Thì ở đây khi mà em chọn file cái tag ul đó thì em sẽ chỉ lấy về được có một cái thôi. Đó, như mọi người thấy là em lấy về được có một cái thôi. Đó. Để mà lấy được nhiều thì em gõ là file on. Đó. Và tương tự là em vẫn lấy cái tag trên đó và cái class footer ul đó thì thôi đó, thì lúc mà file on nó sẽ về cho mình là một cái list, đúng không ạ? Thì nếu mà mình muốn duyệt qua từng cái list đó thì mình phải for qua, mình phải duyệt qua đó. Như em ở đây là em for e in data 1, tại vì cái data 1 là một cái list rồi, em bring ra e rồi. Bring e ra. Rồi xong em bring một cái nữa. Bring ở đây có nghĩa là in một cái khoảng trống để mọi người phân biệt được. Đó. Đó. Như mọi người thấy ở đây nè. Em đã lấy hết được tất cả các cột về rồi. Tất cả các cột nè. Người thấy là đầu tiên là company nè ha. Nè, em lấy được company. Đó. Sau đó là tới cái cột lên ha. Cái cột lên. Làm lấy được cái cột lên luôn nè. Đó. Lấy được cái cột lên luôn. Tiếp tục em lấy được cái cột nào nữa? Em lấy được một cái cột gọi là news ha. Đó, cột news không? Và em lấy được hết tất cả các cột ở đây luôn. Rồi, mọi người ngẫm lại xíu thử. Mọi người tự làm, tự lấy cái con trỏ chuột đó trỏ vô thử. Có đúng như em nói không? Rồi mọi người code thử lại. Mọi người cứ gõ nhiều lần sẽ quen.
Mọi người cứ nhớ là data.file là tìm ra kết quả đầu tiên, còn file on là tìm ra hết tất cả các kết quả có cái tag đó. Rồi, và trong những cái trang web khác mọi người cũng sẽ xài rất nhiều hai phương thức này, một là file, hai là file on. Rồi, hai cái đó sẽ giúp cho mọi người lấy ra được cái dữ liệu mà mọi người muốn. Rồi, anh Vân với chị Hùng ngẫm lại xíu đi. Chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi em. Nếu mà y không nó ra mà nó ra quá trời quá đất luôn à, cũng tìm được mà ly nhưng mà nó ra nhiều lắm em. Dạ, đúng rồi chị, đúng rồi. Thì, tại vì nó có nhiều thẻ mà, nhiều thẻ tag mà, ôi nhiều cái ly mà. Đó. Thì chị làm sao mà chị in ra hết những cái thẻ đó luôn, in ra hết những cái nội dung đó luôn nè. Đó, ví dụ như ở đây em in cho chị những cái ví dụ là những cái đầu tiên thôi. Đó, nhưng mà chị phải tìm cách chị in ra hết giùm em. Đó, đầu tiên là company, rồi in ra about us, in ra được careers, in media, in ra được hết mấy cái đó. Cũng là vòng vòng những cú pháp này ha. Mọi người làm được chưa ạ? Chắc có thể là em sẽ giải rồi cho mọi người có theo. Tại vì là với mỗi cái e như vậy nè, thì ở trong đó nó lại có nhiều tag ở trong đó. Cho nên là em phải sử dụng thêm một cái, bây giờ là gọi là ismon đi. Ismon đi. In trong cái y.file. Đó, em muốn tìm hết tất cả các tag li ở trong cái y đó thì em bring ra ismon chấm tag. Rồi em mình là thử ra đúng không? Đó, bây giờ là em đã in ra được hết rồi này. Đó. Đó, em sẽ in ra được những cái cột ở trong đó nè. Đó, bây giờ em đã lấy được cái cột rồi nè. Cột đầu tiên em dò đúng không? Company about us cho tới policy. Đó, copyright policy rồi, đúng rồi nè. Đó, rồi cột 2 em lấy đúng không?
lên cho đến causes, lên cho đến causes. Rồi đúng rồi nè. Rồi cột cuối cùng là contribute video internship. Rồi đúng luôn. Là em đã lấy hết được tất cả các cột ở trong ra, ra rồi. Đó. Rồi mọi người code lại. Rồi, bài hôm nay nhiêu đó thôi. Mọi người sẽ phải anh Hùng với chị Vân á, để mà làm chung cái này thì bây giờ mọi người cái tuần tới mọi người phải plan coi là mọi người muốn làm về cái sản phẩm nào. Ví dụ như mọi người có thể là làm show bất động sản lên cũng được. Đó. Hoặc là show một cái đi tìm một cái shop nào đó xong mình coi dữ liệu về là được. Rồi hoặc là nói chung là mọi người sẽ phải thống nhất coi là mọi người chọn sản phẩm nào để mà mọi người grow về kiểu vậy đó. Thì tuần sau em sẽ support mọi người, nếu như mà mọi người chọn grow một cái trang web nào đó rồi đó, thì tuần sau em sẽ support mọi người grow cái trang web đó. Nhưng mà trước đó mọi người phải tự làm trước nha, em chỉ support khi mà mọi người làm chưa được thôi đó. Chưa được ngay chỗ nào thì em sẽ support tiếp phần đó. Đó. Mọi người chọn cái trang web nào nó vừa vừa sức mình thôi, đừng để chọn cái trang web nó khó quá. Ví dụ như mấy cái trang Tiki thì em nghĩ là mấy cái trang đó chắc chắn là nó sẽ có những cái phương thức để chặn mình crawl nó. Đó thì mọi người kiếm cái trang web nào nó bình thường thôi. Để mà mọi người biết nó dễ crawl hay không thì mọi người thử cái trang, thử cái này nè. Mọi người thử request.get cái URL đó. Xong rồi mọi người bring ra thử request.text, coi là cái nội dung đó mình lấy về được hay không. Sẽ có những trang web nó chặn mình không lấy về được đó. Thì nếu như mà tới bước này mà mọi người thấy là nó crawl về không được là coi như là trang web đó nó đã chặn rồi đó. Thì mọi người đi kiếm cái sản phẩm khác chẳng hạn đó, nó sẽ dễ cho mọi người hơn. Còn nếu mà đi sâu vô á, thì cũng được nữa. Đi sâu vô thì mọi người sẽ phải biết tới proxy là gì. Đó, thì nó sẽ phức tạp hơn xíu. Đó. Còn không thì mọi người tìm ở cái mức độ mà nó cho mình get dữ liệu về thôi là được. Đó, ví dụ cái trang này là sẽ cho mình get dữ liệu về để mà mình lấy cái dữ liệu ra, mình phân tích. Đó, như vậy. Em có cái ý tưởng nào làm cho cái project không mọi người? Ý tưởng làm. Thì để em coi thử, ví dụ như làm cái trang web nào mà có liên quan tới công việc của Vân á, hoặc là cái gì đó à, cho nó dễ. Hoặc là mọi người thì mọi người thử xem. Và mọi người draw những cái phim về nè. Ở trên cái IMDb nó sẽ show lên hết những cái phim này. Thì mọi người có thể là đi draw hết cái đống phim này về. Mình làm một cái trang web bán phim nè, kiểu như vậy. Đó, để em xem thử là nó có cho lấy về không. Em nghĩ là nó sẽ cho. Cái trang này đơn giản thôi mà. Đó, nó cho nè. Có nghĩa là thí dụ như bây giờ anh chị làm một cái trang web bán phim đi. Đó. Rồi thì trên cái trang web của mình nó sẽ show lên một cái list các phim đúng không? Đó, thì bây giờ mình sẽ phải có cái dữ liệu về phim trước là phim này là phim gì? Rồi ai ai là đạo diễn chẳng hạn. Đó, rồi rating nó bao nhiêu? Đó, sản xuất năm bao nhiêu? Đó, chẳng hạn như vậy. Đó. Rồi, em chỉ cần đâu đó khoảng tầm 15 đến 20 phim thôi, 15 đến 20 phim thôi là được rồi. Đó. Ý là để mình draw data hả, hay là để mình làm trang web? Để mình làm trang web anh. Ví dụ như anh chị chọn cái chủ đề là một cái trang web bán phim đi. Đó. Đó. Dạ. Thì anh chị phải có cái dữ liệu về các phim đúng không? Đó. Thì anh chị có thể là lên cái trang IMDb top 200 này nè, top 250 này nè, để mà mình draw những cái tên phim rồi những cái hình ảnh của nó về nữa.
Ở đây nó có sẵn hình ảnh luôn. Hình ảnh ở đây nó to không ta? À, nó cũng hơi nhỏ nhỉ. À, thì lúc đó mọi người sẽ phải vô từng cái trang để mọi người draw cái hình trong đây. Đó. Đó. Mọi người sẽ phải chạy vô từng trang để mọi người draw cái dữ liệu trong đây nữa. Đó, ví dụ như em làm 10 phim được rồi. Dạ, 10 phim là được rồi. Dạ, không cần nhiều đâu. Em chỉ cần là cái trang trang chủ của mình là cái trang mà show lên những cái phim thôi, những cái phim mình bán kiểu vậy. Đó. Ủa mà còn mấy cái graphic thì đâu có cần hả, em? Những graphic anh cũng hơi cần chứ. Đúng không? Anh muốn show nó lên mà. Mà hôm nay mình chỉ mới học lấy data từ web thôi, còn chưa có học đến cái bước là build cái trang web, graphic đồ này nọ đó. Dạ chưa, bây giờ mình sẽ hồi bữa là Phong Anh Hùng. Có nghĩa là mình chỉ mới học lấy data thôi, mình sẽ còn một bước nữa để mình build trang web rồi mình design rồi này nọ đúng không ạ? Build trang web là nhiều lắm á nha mọi người. Bây giờ mọi người phải chuẩn bị dữ liệu trước rồi. Phải build trang web mà ý là em đang nói là build web thì mình đang học bước là chuẩn bị data thôi đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Mày mới bước chuẩn bị data thôi, còn cái bước là graphic đồ gì đó. Dạ cái bước đó. Interface á. Dạ cái bước đó dài lắm. Dạ. Cái đó sao xử ta? Thì mọi người cứ draw dữ liệu về trước đi. Draw dữ liệu về trước. Rồi làm lên WordPress, cả. Lên WordPress làm được không mình? Nếu WordPress thì anh đâu cần học Python. WordPress thì dễ quá rồi đúng không anh? Đâu có gì đâu có. Đó, thì nếu như mọi người muốn học nhiều thì làm trang web. Còn không thì mọi người làm những cái project về quản lý thôi là được, là ổn. Đó, nói chung là hôm nay là mọi người biết cách để crawl dữ liệu rồi. Đó. Đúng rồi em, biết cách crawl dữ liệu rất là exciting. Tại vì ở bên phía có một cái bộ phận là mình đi lục tìm cái những cái chỉ số, những cái data. Thật ra mình có một bộ data rồi nhưng mà vẫn phải để mà mình đối chiếu double check rồi gì đó, thì có một cái team á, là team làm market á, là họ vẫn phải ngồi trên web. Mà tại vì không có chuyên nha, bên cái chỗ đó không có chuyên, thành ra là có ngờ là một ngày phải đi vô mấy cái trang web gì đó, cứ ngồi chờ họ để họ upload cái data vô để mình so sánh lại cái data của bên tụi chị có make sense chưa đó. Dạ. Thì có những cái như vậy thì cái này thì người sẽ khó hơn rất là nhiều. Dạ. Làm được, cái đó làm được đó chị. Đó, như vậy. Ok. Dạ, hoặc là mấy cái trang mà Tiki rồi đó thì mình em nghĩ là vẫn pro được, không có vấn đề gì hết. Vẫn pro được, không có vấn đề gì. Những cái sản phẩm ở trên đây thì vẫn pro được. Hồi nãy giờ mình làm quá trời ở Geek4Geek mà không thấy ai nói gì hết là dễ đúng không em? Dạ cái đó là trên Geek4Geek nó có hết luôn á. Không ý hình nãy giờ mình lấy mình draw data ở trên Geek4Geek á mà không có gì hết trơn, là ở trang web đó là dễ đúng không ạ? Dạ đúng rồi chị, đúng rồi, trang đó là dễ á. Để em coi Tiki nó có cho mình draw không. Bấm vô thử một sản phẩm. À, để em coi thử là nó có cho rồi vậy. Mình cứ bấm F12 thôi. F12 nếu mà mình thấy cái gì thì nó sẽ cho crawl về cái đó. Đó, ví dụ mình bấm vào cái này. À, Tiki nó cũng cho nè mọi người. Cũng cho đó. Mọi người crawl thử đi vẫn được. Đó, ví dụ mọi người muốn bán sản phẩm gì, mọi người cứ crawl cái dữ liệu về. Nó cho nè. Em thấy nè, nó có cái hình luôn nè. Đó. Có luôn. Tiki vẫn cho để mình lấy mà. Đó. À đúng rồi, cái việc mà crawl dữ liệu này nó cũng giúp cho mình làm cái việc là dò giá. À, ví dụ như một ngày mọi người lên coi coi là à cái giá sản phẩm này bao nhiêu tiền. À, đến khi mà mọi người crawl đủ 30 ngày, mọi người sẽ biết là cái giá nó biến động từ bao nhiêu tới bao nhiêu luôn. Lúc nào nó sẽ rẻ nhất để mọi người canh mua cái món hàng đó. Cũng là một ứng dụng của cái crawl data. À. Đó, kiểu vậy. Nó sẽ có giá hết. Giá nè, để em coi giá nó lấy sao. À, giá nè, lấy được luôn nè.
lấy được cái giá luôn. Nói chung mọi người lấy được hết, không có gì mọi người lấy không được hết. Thật ra nó ghi cái giá này thôi, nhưng mà cái giá này em nghĩ là giá ảo lắm. Mọi người ro thử, em nghĩ là ro thử cả một tháng trời nó vẫn là 22.000, vẫn là cái giá của nó kiểu vậy. Ừ, kiểu vậy á. Cho chị hỏi một cái là thí dụ mình đang nói về cái ro cái giá, thì có nghĩa là mình set tự động cho Python thí dụ như đúng giờ nào thì lên lấy giá, hay là một tiếng lấy giá một lần để mình so sánh hay? Thì em nghĩ là tùy theo cái nhu cầu của chị thôi. Ví dụ như chị muốn biết cái giá của từng ngày thì lấy theo từng ngày thôi. Còn nếu mà chị muốn biết cái giá theo từng giờ thì chị lấy theo từng giờ. Nhưng mà nếu mà chị lấy theo từng giờ thì cái request của chị á, cái số lượng mà chị request lên cái Tiki rất là nhiều. Nó sẽ phát hiện là chị đang sử dụng một cái kỹ thuật raw data, là sẽ chặn cho chị ngay. Thì chị request lên quá nhiều mà. Đó, nó sẽ chặn ngay lập tức. Đó, cho nên là có thể là ví dụ như những cái trang như vậy thì chị một ngày lấy một lần thôi là được rồi. Chị hỏi mình là một chút xíu, ví dụ như những cái trang mà cập nhật giá cổ phiếu thì họ là liên kết với lại bên 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 sàn luôn, họ họ được update data chứ họ không phải crawl đúng không ạ? Nếu mà liên kết thì họ sẽ có một cái đường riêng để mà gửi dữ liệu về ấy chị, giống như một người ta gọi là API á. Là sao không cần crawl đúng không? Tại vì chị thấy cái thời gian nó nhập nó cập nhật là gần như là Liên cùng tục. thời điểm với lại sàn luôn. Đúng rồi, Dạ, phải là đó. crawl đúng không? Đúng rồi chị. Mình crawl thì nó cũng cập nhật đấy luôn mà đúng không ta? Tại vì nó chạy theo thời gian thật mà. Nếu mà chạy theo thời gian thực á thì anh sẽ phải crawl liên tục á. Crawl liên tục có nghĩa là cứ, nếu mà theo thời gian thực là cứ mỗi một giây á, anh sẽ phải update lại một lần, đúng không? À, vậy là anh hiểu sai à? Là có nghĩa là khi mà mình crawl thì nó chỉ lấy cái data tại thời điểm mình crawl thôi. Dạ Chứ đúng là rồi. nó không phải là nó mirror hả? Chứ không phải kiểu là nó không phải là nó dùng từ mirror đúng không ta? Có nghĩa là nó sao chép lại á. Là nó Dĩ không phải nhiên. vậy hả Bình? Có nghĩa là ví dụ như mình pro tại thời điểm đó, ví dụ như anh nói là tại thời điểm đó giá cổ phiếu là 1 đồng đi. Thì sau đó nó rồi là nó có tự động là nó cập nhật không? Hay là mình phải pro lại? Mình phải crawl lại nó mới cập nhật lại được. À, có nghĩa là nó không phải là, à hiểu rồi, cái này giống như là mình lấy data tại một tại thời điểm đó thôi Đúng rồi anh. chứ nó không có tự động, nó không phải nó chạy theo thời gian thực. Chạy theo giờ thời gian thực là anh Thời phải lập trình cho nó. gian thực à, Ví dụ như cứ một. có bao nhiêu lâu là mình ro một lần, có bao nhiêu lâu mình ro lần đúng không? Dạ đúng rồi anh, đúng rồi anh. Đúng. Nhưng mình nếu mà nói vậy đó, thì giống như mình nói vậy đó, có mình request nhiều quá thì trang web nó sẽ phát hiện. Thì ra đây hồi nãy em mới hỏi là trong những cái trang web mà người ta cập nhật giá cổ phiếu đó, thì gần như là thời gian nó xét nó thay đổi gần như là giá của sàn luôn, thì nó không phải là raw nữa mà nó là giống như hồi nãy mình nói gì đó, nó có cái đường truyền riêng để nó nhận nó trả về data hả Bình? Dạ đúng rồi chị, nó sẽ có đường truyền riêng. Kiểu hai bên nó liên kết với nhau, nó ký hợp đồng với nhau, là khi ví dụ như em là công ty A công ty đi, thì khi mà công ty em thay đổi giá là em cập nhật lên cái hệ thống là bên công ty chứng khoán nó biết ngay, là nó sẽ có một đường riêng như vậy. Đó. Còn nếu mà anh chị mà crawl là nó đang quy anh chị vô là tấn công cái server của nó. Đó. Nếu mà nặng hơn nha, nếu mà nặng hơn mà anh chị mà crawl vô những cái trang web của chính phủ á, nó sẽ biết địa chỉ IP của mọi người đang ở đâu á, và nó đến nó bắt luôn á. Cho nên là cái việc crawl dữ liệu này mọi người cũng phải cẩn thận, đừng có crawl những cái trang lớn quá, ví dụ như trang chứng khoán đi. Chứng khoán là em nghĩ là do nhà nước quản lý ha, em nghĩ vậy đó. Em không biết nhưng mà những cái trang đó em không dám đụng vào, tại vì nếu mà em request nhiều quá nó sẽ quy em vô tấn công cái trang web đó. Đó. Ví dụ như những cái trang mà của trường học đi, mọi người chỉ cần request đúng 1.000 lần là trang web đó sập ngay. Nhưng mà nó sẽ truy ra ai làm sập đó để mà nó quy ra trách nhiệm. Đó. Cho nên là cái số lượng mà request đó mọi người cũng phải suy nghĩ trước khi mọi người crawl nha. Suy nghĩ. Đó. Ví dụ như cái trang Tiki này thì không sao. Nhưng mà mọi người, em nghĩ là mọi người nên request với cái số lượng ít thôi. Ví dụ như một lần thôi vẫn được, không sao. Hoặc là mọi người 10 lần thôi cũng được. Để mục đích là mọi người nghiên cứu thị trường thôi, không sao hết. Nhưng mà mọi người làm theo thời gian thực á thì nó quá nhiều, quá nhiều. Đó. Có nghĩa là cho chị hỏi định nghĩa lại ha, có nghĩa là mỗi lần mình chạy là nó chỉ quy là một lần thôi đúng không ạ? Ví Đúng dụ rồi như chị. nãy giờ mình chạy là ở trang web git for git đi,
mình chạy đến cái UL class là footer UL thì nó chỉ quy ra một lần, hay là nó chạy nguyên cái for trong đó là tất cả những cái điều kiện nào nó đều lấy hết là nó thành nhiều lần. À không chị, có nghĩa là cái câu này nó chạy bao nhiêu lần thì là request bao nhiêu lần. À, ví dụ như nè, chị thấy ở đây em chỉ để có một dòng request thôi đúng không? Đúng rồi. À, thì khi mà em chạy một cái là request một lần. À, request có đúng một lần thôi. Còn ở dưới đây nó chạy for gì đó là tại vì mình kéo dữ liệu về hết rồi. À, đúng ok, không? Ok, chị hiểu rồi. Dạ, dạ, ok chị. Rồi, có nghĩa là cái request này mình lặp lại bao nhiêu lần là nó request bấy nhiêu lần. Ví dụ như đây một lần là chỉ có request một lần thôi. Không sao hết. Thật ra mình hiểu, chị hiểu là nếu mà để hạn chế mình request nhiều lần, mình lấy luôn cái đường dẫn của parents của nó. Ví dụ một cái group mình muốn lấy data thì mình request quy một cái group lớn để mình lấy hết data gì một lần, rồi mình bắt đầu mình mới for hay mình file gì trong đó. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Có nghĩa là cái request này có nghĩa là lấy hết toàn bộ dữ liệu cái dữ liệu trên trang web này về. À, sau đó mình muốn xử lý gì mình xử lý kiểu vậy á. Nó là mình đã lưu cái nội dung đó vô một cái biến rồi. Thì từ cái biến này mình muốn xử lý gì mình xử lý cũng được. Hoặc là mọi người lưu vô một cái file giống như em hồi nãy á. Khi mọi người lưu vô, xuống rồi thì mọi người muốn phân tích gì ở trong đó mọi người phân tích. Nó không dính gì tới cái việc gọi là request nữa. À, mọi người lúc đó mọi người comment cái này lại không? Bỏ đi không request nữa, mọi người xài trong cái HTML file này luôn. Đó. Ok mà. Rồi mọi người cẩn thận nha. Cẩn thận với những cái này. Đó. Request nhiều quá nó sẽ chặn mình ngay lập tức. Và với mới đầu học mọi người đừng có đi vô crawl những cái trang của nhà nước nha. Nguy hiểm lắm, nó sẽ biết được cái địa chỉ IP của mình ở đâu để mà nó truy ra. Rất là nguy hiểm. Đó, cho nên là những cái trang Tiki này thì mọi người crawl vẫn được nhưng mà ít thôi, ít request thôi để mình nó không chặn mình. Chứ nó chặn mình rồi mình không vô được. Kiểu như vậy. Nó chặn là chặn IP của mình đúng không em? Đúng rồi chị. Chặn cái địa chỉ IP của mình á. Giống như cái địa chỉ nhà của mình nhưng mà địa chỉ đó nằm trên mạng kiểu vậy. Okay. Nó sẽ chặn mình, nó biết mình. Đó, cũng rất là nguy hiểm. Đó. Nhưng mà những cái trang nguy hiểm như chân mình nói xong mới tự nhiên cái ớn luôn hả anh Hùng? Thì mọi người request một lần thôi. À, ví dụ như nè, em chỉ request ở đây có một lần, đúng một lần, one time là xong. Họ nó không có nói gì mình luôn á. Không sao, giống như request ở đây một lần có nghĩa là giống như là chỉ bấm F5 lần lần, à, nó request lại trang web nè. Đó. Rồi, đó, request một lần. Là kiểu vậy á. Đó, mọi người đừng request nó nhiều lần quá thôi. Nó sẽ nghi. Không thể nào mà con người mà cùng một lúc mà chị mở 60 trang web chị lôi vô một lần được đúng không? Đó, chị vô chỉ được có một đúng một lần thôi. Đó, làm sao mà chị có thể là tạo ra 60 cái request một lần được? Thì cái đó chỉ có máy nó làm thôi chứ không thể nào mà con người làm được. Đó, cho nên nó sẽ quy vô là chị đang tấn công đó. Đó, cho nên là nó có nhiều cái cuộc tấn công gọi là DDoS. DDoS có nghĩa là request rất là nhiều vô cái server đó. Là cái server đó sập ngay lập tức. Nó giống như là kiểu giống như nó giống như là mọi người nghĩ nó cái băng thông nó giống như là cái cổng nhà của mình vậy. Cái cổng nhà mình có nhỏ xíu à. Mà bây giờ mọi người rất là nhiều cái lưu lượng nó vô cái cổng nhỏ đó thì dĩ nhiên cái cổng đó nó sập ngay lập tức. Kiểu như vậy. Đó. Thì những cái trang web này nó sẽ phải làm nhiều thứ để mà nó phòng chống cái việc đó. Đó. Thì có khi là mọi người request lên nhiều nó cũng chống được. Vẫn chống được. Đó. Nhưng mà hạn chế giúp em. Tại vì muốn truy ra dễ lắm. Việt Nam bây giờ làm được hết mấy chuyện đó. Truy ra dễ lắm. Cho dù mọi người có ẩn IP đi nữa. Mọi người fake IP đi một nước nào đó. Vẫn làm được. Em làm về bảo mật. Em vẫn tìm ra được đúng chính xác thằng đó đang xài IP nào. Để nó fake. Đó, cho nên mọi người cẩn thận nha. Em làm về bảo mật. Cho nên là những cái vấn đề này em sẽ rất quan tâm. Đó, cho nên mọi người request một lần thôi là được, không vấn đề gì. Rồi cẩn thận giùm em nha. Request nhiều quá là nó chặn mình luôn á.
À, mọi người có còn thắc mắc gì nữa không? Rồi còn sản phẩm nào thì mọi người trong cái tuần sắp tới á, là anh Hùng với chị Vân phải thống nhất giúp em là sản phẩm là làm về cái gì nha. Ví dụ như mọi người muốn làm về cái này cũng được, mình draw về những cái hình ảnh này thôi, draw đúng một lần thôi. Đó, mình lấy những sản phẩm này và giá mình đăng lên cái trang web của mình. Chẳng hạn mình làm một cái trang web bán đồ ăn đi, đó thì mọi người chỉ cần draw về 10 sản phẩm thôi. Đó, sau đó mình đăng lên trang web của mình như vậy để mà mình làm cái project để mình làm web thôi. Đó. Đó thì mọi người phải thống nhất được với em, à, không, mọi người thống nhất được với nhau là làm sản phẩm gì và mọi người phải draw thử luôn nha. Phải draw giúp em luôn. Đó. Rồi nhớ là request ít thôi nha mọi người. Đó. Hoặc là mọi người dạ sao ạ? Trong cho chị hỏi, ví dụ như trong cái lúc mà draw đó mình có cái phần nào, hồi nãy giờ chị hiểu là cái phần mà for trong for rồi. Cứ nhưng mình giới hạn mình chỉ lấy 10 sản phẩm được không? Giới hạn lấy 10 sản phẩm hả? À mình lấy hết luôn nhưng mà mình chỉ mình có thể là quyết định là mình lấy 10 sản phẩm ở trên cái trang web của mình thôi. Đúng rồi chị. Có nghĩa là khi một khi chị request rồi nó sẽ trả về hết luôn á. Thì ra cái bản chất request này giống như là chị đang mở cái trang web này nè, nó sẽ kéo về hết, chị sẽ thấy được hết đúng không? Đó. Thì khi mà cái request đó nó kéo về là chị cũng sẽ thấy y như cái gì chị thấy trên đây luôn, là kéo về hết luôn. Đó. Kiểu như vậy. Đó. Đó, trên đây chị thấy cái gì là một khi chị thực hiện cái câu request là nó sẽ kéo về hết, là đi chợ siêu tốc xả hàng đến 50% hoặc là mấy cái hình này là kéo về hết luôn, à đăng nhập tài khoản rồi là lấy về hết. Đó, lấy về hết hết luôn. Đó. Đó. Ở đây nó có một cái chặn draw nè, cái chữ xem thêm này là cái cách mà nó một cái trick để mà nó chặn người khác draw dữ liệu nè. Đó. DK nó cũng đã làm nhiều cách để phòng chống rồi. Rất là hay. Rồi. Mọi người draw đúng một lần giùm em thôi nha. Đừng draw nhiều quá. Một lần thôi. Một lần là đủ rồi. À, mình ơi, xong cái vụ này đó, cho chị hỏi cái bài assignment 3 được không? Chị làm gì cái list mà nó có bị báo lỗi hoài à? Ok, được chị. Rồi, dĩ nhiên rồi. Rồi. Chị gặp lỗi ngay chỗ nào chị cứ chụp cho chị gửi vào group để em xem cho. Dạ, anh Hùng có bị không em? Sao em? Em đang cố gắng làm bài assignment 3 để lấy thêm kiến thức để làm final project. Ừ. Mà em mới vừa bắt đầu bài 1 vậy. Bắt đầu câu 3 là bị lỗi. Câu 3 đó. Làm từ từ thôi. Bây giờ cái final project á, final project là anh em phải gúp lại là mình sẽ làm cái hướng như thế nào. Xong rồi anh thì ok hết, chủ yếu là hiện tại bây giờ công việc của anh thì nó cũng không có liên quan gì tới cái này nhiều á. Còn nếu mà công việc của em có liên quan tới cái này nhiều mà em vừa muốn làm luôn mà liên quan tới công việc thì go ahead thôi, không vấn đề gì hết. Thì làm cái gì đó mà có em thấy cảm thấy là cần thiết để cho em có thể đào sâu và em hiểu thêm á, về website hoặc về cái gì đó thì mình làm thôi. Xong rồi assignment 3 thì làm song song, nhưng mà phải chốt lại cái phương án để mình biết mình chạy như thế nào. Dạ anh. Dạ. À thì thì giống như là theo cái lộ trình của Bình á, thì em vẫn quyết định là mình đi cái số 7, cái final project là số 7. Và cái giờ sản phẩm của mình thì mình kiếm cái trang web này nó thông dụng như Tiki như mình nói vậy đó. Mình draw data rồi, rồi xong mình những cái bước. Bây giờ thì em nghĩ là mình về em sẽ thực hành thêm cái vụ draw data để mình coi mình lấy được những cái đúng những cái mình cần hay không. Và tiếp theo á thì sẽ học đến cái bước là mình đưa nó lên cái web như thế nào. Ừ. Thì ban đầu mọi người hôm nay là đã xong cái bước gọi là draw data rồi. Đó. Thì em sẽ chỉ mọi người từ từ, không? Mọi người mỗi một buổi mọi người chỉ học có một ít vậy thôi. Đó. Nhưng mà từ những cái nhỏ nhỏ vậy nó sẽ wrap lên thành một trang web. Đó. Mỗi một buổi em sẽ chỉ mọi người từ từ nhỏ nhỏ vậy thôi. Vậy là Vân muốn làm cái raw data từ Tiki đúng không? Mình sẽ raw data từ Tiki, mình lấy một vài 10 cái sản phẩm tiêu biểu hả? Xong rồi không, mình hồi nãy em có hỏi rồi, anh cứ mình
Ví dụ như là mình nói mình bán trái cây hay là bán đồ ăn ăn đi thì mình sẽ vô cái phần mà cái category của cái đồ ăn hay trái cây gì đó, mình đào mình lấy hết sản phẩm. Mình lấy hết cái đó xong rồi khi mà mình học đến cái bước mà mình đưa nó lên web á thì mình chỉ đưa khoảng 10 sản phẩm thôi. Nhưng mà ở một cái bước này nữa thì mình sẽ hướng dẫn mình một cái bước là mình lưu cái dữ liệu của mình ở trên cái SQL á. Đúng không ạ? Chị có nói sai không mình? Đúng rồi, em sẽ hướng dẫn mọi người cách làm trên SQL luôn. Có nghĩa là mọi người crawl data về nhưng mà mọi người sẽ lưu xuống SQL nữa. Đó, kiểu vậy á. Ủa, chị Vân đâu rồi? Đây 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 em. À, ok, hết rồi, em Tường. Ok, rồi. Có thể là mọi người không cần xài tới cái trang Tiki đâu. Mọi người có thể là sử dụng một cái trang khác chẳng hạn. Ví dụ như mấy cái web này nè, mấy cái web mà nhỏ nhỏ thôi. Mọi người đừng có đánh vô cái trang lớn quá. Mấy cái trang mà nhỏ nhỏ thôi. Nó có nhiều cái trang lắm, mọi người hạn chế đánh vô cái trang lớn, nhưng mà đừng có đánh vô mấy cái đó, nó có Rồi nhiều vậy cái thôi, kỹ vậy mình vô thuật. trang web nấu ăn lấy mấy cái món ăn đi hả anh ha. Rồi xong. Đó. Những cái trang mà nó thường thường ở những cái trang mà nào mà nó không nổi tiếng á, mọi người cứ đi kiếm từ từ đó, là nó sẽ ra hả. Đó, ví dụ như bán đồ ăn rồi bán trái cây web đó, mọi người kiếm những cái trang mà nó bình thường thôi để Farmer mình Market cũng được á. kiểu vậy đó. Farmer Thì những cái Market. trang đó nó nhỏ thôi hả, nó cũng ok, cũng được, cái trang này cũng được á. Đừng có lựa mấy trang nổi tiếng. Hơi nguy hiểm như vậy. Farmer Market này nó cũng nổi tiếng đó chứ. Nhưng mà nó không như phải như Tiki thôi. À, được được, em Mình thấy trang một này lần cực thôi, hay. mình sẽ làm một lần thôi nên là mình vẫn hy vọng là không có sao hết. Một lần là không sao, một lần là không sao hết. Rồi, mọi người yên tâm, một lần đúng một lần là không sao. Rồi. Mọi người đừng có request 100 lần là được. Rồi. Ok nè. Đó, nhưng mà nó, đầu tiên nó vô nó cho mình chọn một cái là cái đó là cũng là một cách để nó chặn mình raw đó, cũng là một cách nó đó, nó sẽ xài một số trick để nó chặn mình raw, cho nên là mọi người phải biết đó. Rồi, ok, nói chung là trang này em thấy ok đó, mọi người thử raw được hay không. Nếu mà không được thì thứ bảy tuần sau là cái buổi mà em sẽ support mọi người raw cái trang web mà mọi người chọn nha. Rồi đó. Mỗi buổi mọi người học một ít thôi, nhưng mà mỗi một ít vậy mọi người sẽ ráp lại được thành một trang web. Ví dụ như mọi người học bữa nay mọi người học có một xíu code à, không nhiều đó, em sẽ làm sao mà chỉ mọi người từ 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 đó. Không mới chỉ nhiều mọi người sẽ làm, có thể là mọi người làm không kịp đó, làm không quen đó. Cứ từ 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 mọi người sẽ ok. Rồi Vân có hỏi, muốn hỏi assignment 3 đúng không? Ừ, đúng rồi em học về cái list đó. Dạ anh Hùng ơi, Hey. vậy mình cứ vô cái gì đó Farmer Market, mình lấy trái cây hay bán đồ ăn gì đó thì khoảng 10 sản phẩm. Thì bây giờ tụi mình học hành để mình coi data trên cái trang đó trước anh ha. Ok. Dạ anh. Rồi, vậy thôi. Rồi, nhanh mà, nói chung là cái đó mọi người ngồi xuống mọi người làm xíu là xong rồi. Không có lâu. Rồi. Cái câu 3, cái này là tìm cái index của smallest element trong một cái list mà sử dụng enumerate. À, đúng rồi em. À, thật ra cái bài trước của mình mà mình tìm cái số max, số min á, trong ba số cho trước thì lúc đó chị đã define cái list được số rồi. Tuy nhiên cái lần này chị làm chị chưa làm theo cái function luôn mà chỉ làm ở cái cho cái list cho trước á, và mình chạy dùng cái enumerate của em, giống như em suggest á, thì chị làm nó cứ bị lỗi hoài à. Nhưng mà đúng À, nó bị lỗi đúng không? rồi, nó bị lỗi. Rồi em sẽ đi. Rồi khi mà mình không biết cách làm, mình cứ đi search thử enumerate. Rồi chị sạch quá trời quá nước. À, ok. Không không cần search nhiều, enumerate git thôi. Em chỉ Ít cần biết thằng em chỉ xài con mình. Nếu mà mới học em chỉ xài thằng này thôi là được. Rồi em sẽ coi thử. À, nó sẽ nói như vậy đúng không? Như vậy, như vậy. qua từng phần tử, nó sẽ duyệt qua từng phần tử để trong cái list đó À. rồi.
Rồi. Ok. Rồi, ví dụ như bây giờ em sẽ bắt chước cái hàm này đi. Bắt chước cái hàm này for count and element trong cái enumerate này. Rồi, ví dụ như for count và element in cái enumerate của các hàng list này. Em sẽ bring ra count thử và ấy, bring cái count ra và bring ra cái element. Element. Rồi, em sẽ bring thử là nó ra gì. Ở dưới đây hình cái code của em nó chưa cho chạy cho thành ba nào global env thử trên kernel select it. Ok. Thì em mới cài lại máy cho nên là nó cũng chưa có xài được. Rồi, bây giờ em thử một cái file mới đi, i5.python. Rồi, em thử cái này. Rồi, Python 3, Python i5 Python. Đó, như chị thấy ở đây nè, nó sẽ có một cái để ghi ra index là bao nhiêu. Rồi, và cái element là bao nhiêu. Rồi, đây chấm format ra được cái count với một cái nữa là element. Rồi, như vậy đi. Đó, như chị thấy ở đây á, là khi mà em thực hiện cái hàm enumerate theo cái hướng dẫn của Git thì em sẽ ra được đầu tiên là index nè và element của nó là bao nhiêu nè. Như chị thấy ở đây em có ví dụ một cái list là 3, 4, 5, 5 rồi trừ 4, 3, 4, 56. Vậy thấy không? Đúng rồi. Sorry, để tiết kiệm thời gian nên chị giải thích luôn là cái idea mà chị làm cái bài này á là có nghĩa là mình xài enumerate á, mình đã thấy được index chỉ là thấy cái được cái element trong cái list của em rồi, thì mình bắt đầu mình sẽ tìm điều kiện là mình cho chạy hai cái đó để mình, nếu mà cái element đó nó bằng cái means của cái list đó, nếu mà khi mà nó chạy for 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 giống như ở đây của em đi ha, for count element in enumerate trong cái list đó, mà cái giá trị của cái thằng element bằng means của cái list Bằng thì min mình của sẽ cái list. bring, dạ đúng rồi, cái list của em đưa ra. Bằng min của cái list hả? Min của cái list hả? Này đúng không chị? Đúng rồi. Sao chị chạy hàm min? Nếu mà chị chạy hàm min là ra được cái nhỏ nhất rồi. Đúng rồi, nhưng mà em cái đó em chỉ lấy được giá trị thôi, nhưng mà đề bài của em ra là em cần cần cái index mà. À đúng rồi, cũng được, cái đó cũng là một cách Đúng rồi. làm thôi. Nên là thành ra chị đi tìm cái means, chị tìm cái, đúng không, À tìm cái element bằng cái means của cái list đó và mình được cái bring cái index của cái element đó ok chị. đó, đó là cái cách làm của chị mà À đi lòng nè, if element bây bằng giờ means. em lưu, em có thể lưu vô là min value đi, chị đừng đặt cái tên biến nó giống như cái tên phương thức nha. Ví dụ như ở đây em đặt là min value bằng cái min của cái list đó, if element mà nó bằng bằng với cái min value đó thì em bring ra thôi, và lúc này em bring được cái index lẫn cái element luôn, đúng không chị? Mọi người thường hay gặp cái lỗi là mọi người đặt cái tên biến nó cùng với cái tên phương thức á, thì cái đó nó chạy sẽ không được, mọi người phải đặt tên khác. Em nghĩ là chắc là chị bị lỗi ngay chỗ đó. Đó đó, thì nếu như mà em so sánh, nếu mà nó bằng với cái min value đó, em sẽ in ra cái index là bao nhiêu và element là bao nhiêu luôn đó. Xong,
cái bước tiếp theo của chị á là chị ghi là cái element bằng min đó đúng không? Thì lúc đó cái count là cái index đúng không? Yeah, index. À đây này em ghi index đi. Index cho nó dễ hiểu hơn. À, index và element. Rồi index. Rồi em đặt tên biến như vậy. Là... Rồi ok chị. Thì lúc đó cái index bằng index rồi chị ring cái index ra thì nó không lỗi. Rồi chị gửi code em xem thử luôn đi. Chị gửi qua chiếc một. Ok, rồi, để xem. If j bằng bằng với min thì min index bằng y, bring y. If j bằng với cái đó. Tại sao chị lại gán min index bằng y chi nữa chị? Chỉ cần riêng y là được rồi mà. Đúng không chị? Chị chỉ cần print y ra thôi là xong. For ij in enumerate name my list. Ok. Bring the original list string. Cộng với string test list. Last one frames. Tại vì thêm một cái nữa là lúc mà chị thử là ví dụ trong cái list đó, tại vì trong cái list đó thì mình có thể là những cái giá trị khác nhau, nhưng mà trong đó thí dụ như giá trị thấp nhất của mình là 3 đi, nhưng mà nó happen 3 lần ở những cái vị trí khác nhau. Cái ID của chị là tìm ra cái đó, xong rồi mình phải đưa nó vô một cái list, một cái list khác. Đây là những cái index của những cái giá trị nhỏ nhất. Đó, lúc đó là chị làm chỉ có mấy cái nốt lại á, là để cái đó để làm, nếu mà thành công cái này thì mới đưa cái key vô, cái bring cái key. Ok chị. Vậy là đúng hay sai em? Ok, cái đó vẫn là một ý tưởng ok đó chị. Rồi. Ví dụ như cái của em nó cũng đã bao gồm cái việc là in tại một cái vị trí nào là nhỏ nhất rồi nè. Đó, nó sẽ in ra hết những tại index nào luôn. Chị sẽ không cần lưu vô một cái list nào nữa. Nó rườm rà hơn. Đúng không chị? Rồi, hiểu rồi. Đó, cái của chị thì kiểu ý tưởng của chị thì vẫn ok. Nhưng mà tại vì nó còn hơi rườm rà, cho nên là cái code của chị nó sẽ bị dễ sai. IJ. Với lại em thắc mắc cái test list là cái nào. Thì trong cái code của chị đầu tiên em thấy là chị định nghĩa nó là một cái my list đúng không? Đó. Xong rồi em sẽ thắc mắc của chị là cái test list là cái nào? Không. Hôm qua chị đọc, chị tìm lỗi quá trời luôn. Cái xong là trong đó nó có một cái là nó báo là có thể là đặt tên đó, giống như hồi nãy em nói vậy đó. Cái chị cứ sửa cái tên của cái list này hoài. Và sáng nay chị chưa có sửa, chị mới mở lên để chị show ra cho em thôi. Chị đang sợ là bị đặt trùng tên á, là nó báo lỗi. Thành ra lúc mà chị đặt cái list của chị là test list, cái lúc thì đặt là my list. Sao trùng tên là báo lỗi ta? Không, ý là sợ nó có một cái lần là nó cái tên này của mình nó trùng với cái hàm gì gì đó. Thành ra nói chung là chị cũng quán quàng. Chị cứ sửa hoài. Có nghĩa là đừng bao giờ chị đặt cái tên biến nó giống như cái phương thức thôi là được. Ví dụ như ở đây phương thức là cái kiểu dữ liệu là list ha, thì không bao giờ em đặt cái tên biến là list giống như vậy được nè. Ví dụ chị nhìn vô đây nè, em đặt như vậy có nghĩa là sai nè. Em đặt giống như cái tên kiểu dữ liệu luôn. Đó. Thì em phải bỏ đi bớt một cái gì đó. Đó. Sau đó em mới bring ra được là the original list. Cái của chị thì em hơi thắc mắc là nếu như mà chị chạy lại thì có chạy được hay không á. Cái của chị em sợ nó sẽ bị báo lỗi cái việc gọi là
Nó có lỗi mà chị, em tại vì cái list cái tên của chị nó không đúng rồi. Đúng rồi chị, đó thì đầu tiên là chị sẽ bị gặp lỗi ngay chỗ đó trước. Rồi bây giờ chị trả lại cái code của chị luôn đi. Chị trả lại cái code của chị thử. Ý tưởng của chị ok hay. Được á, được. Ban đầu em cũng không suy nghĩ tới cái ý tưởng đó luôn á. Được. Nói chung là em chỉ cần tìm ra index của cái element nhỏ nhất là được. Nhưng mà chị làm hơn như vậy. Ok. Ổn với chị. Ổn. Được rồi em, chạy được rồi em. Chị bỏ À, cái được. dòng, chỉ cần bỏ cái dòng mà nãy em nói rườm rà là Yeah. if y bằng means, rồi chị còn gán thêm một cái nữa index bằng, lúc đó index bằng bằng lúc Yeah. đó index bằng cái min đó rồi ring ra thì nó bị lỗi. Chị bỏ cái Yeah. dòng đó thì chạy được rồi em. Ok chị. Rồi. À, nói chung là ý tưởng của chị ok. Nói chung là cái khóa học này em nhấn nhấn mọi người vào cái mindset thôi. Nói chung là chị có cái mindset ok rồi, nhưng mà cái code đó, nó cần improve thêm thôi. Đó, không sao hết. Cứ từ từ thì mọi người chị sẽ thấy được là mình nên làm như thế nào để mà cái code nó ngắn. Đó. Ví dụ như với cái bài đó thì em sẽ chỉ làm bao nhiêu đây thôi, em sẽ không cần lưu cái index ra thêm một cái list nào nữa kiểu vậy á. Đó thì em sẽ in ra thôi, đó, giống như em là cái này. Đó, easy vậy thôi. Yeah. Nó không có easy đâu, tại vì cái này em là cái list list cho sẵn mà em đang đang tạo một cái này là chỉ là cái dễ nhất thôi, nhưng mà qua một cái bước này là một cái bước khác nữa, là khi mà em làm cái function thì cái list của em á là nó người ta, em chưa biết biết bao nhiêu cái thành cái đơn vị trong đó, thì lúc mà chị làm chị bị vướng cái chỗ đó, thành ra chị phải nhảy vô cái list này để chị làm trước và sau đó mới build được cái function. Cái function của em build lúc đó là em còn phải đếm cái len của cái list đó nữa đúng không? Không, đâu cần đếm đâu chị. Ví dụ như cái list này bây giờ em đang cho họ nó chạy là có ba có mấy sáu cái thành phần thôi, nhưng mà nếu mà em build cái deviation đó thì lúc mà em định nghĩa ra cái list đó của em thì nó phải là nó là n. Nói chung là chị đang bị hơi lấn cấn ở đó nên thực chị biết. ra thực ra khi mà em định nghĩa ở đây là enumerate list á, là nó đã chạy qua hết tất cả các phần tử trong cái list rồi, cho dù cái list này nó có 1 triệu phần tử thì khi mà em để enumerate là nó đã chạy qua hết rồi. Ok không chị? Đúng rồi, nhưng mà lúc mà em call cái DB, em call cái function đó ra. Ví dụ như cái function của em là để gì? Con function. Chị show màn hình thử nha. À ok, rồi vậy là em xíu nha. Rồi chị show lên thử email. Ở đây làm gì cũng bị vướng. Thí dụ như là tìm cái phần tử nhỏ nhất của cái list này. Em thấy màn hình gì chưa? À, thấy rồi chị, thấy rồi. Tại sao chị phải đưa cái len A vô chị ta? Không cần em. Bây giờ em hỏi chị nè, cái giá trị cái biến N đó chị có sử dụng trong cái hàm của chị không? Chị bây giờ chị bấm Ctrl F, chị bấm N thử coi. Ctrl F. N. À, chị nhìn đây. Chị nhìn có phải là chị chỉ truyền vô cái biến n thôi hay không không? Chị không có xài tới cái biến n đúng không? Nếu gì thì chỉ cần khai báo cái list A là được rồi ha, không cần khai báo là phần tử trong đó. Dạ đúng rồi. Đúng không chị? Ok Đó thì mình muốn biết mình có sử dụng hay không ạ. Đơn giản mình đi search coi là mình có sử dụng cái biến đó hay không. Đó. À, ví dụ như cái code này chị không cần tới len A làm gì. À. là chị hiểu rồi, để chị sửa lại, cảm ơn em.
Ok chị. Rồi, đó, đơn giản vậy thôi, easy vậy. Rồi. Yeah. Nói chung cũng chưa easy lắm, cũng chưa easy lắm. Mọi người cũng mới bắt đầu mà, không sao, cứ từ từ thôi. Rồi, nhưng mà nói chung là về cái mindset là em thấy chị ok rồi, mindset là ok rồi đó. Bây giờ chị chỉ là improve thêm cái code của chị để làm sao mà viết nó gọi là tối ưu hơn thôi. Nhưng mà về mindset là ok rồi. Dạ, cảm Rồi. ơn em.